chẳng còn ngày mong. Được sống nơi ba năm còn để chờ nghe tiếng em nghe tiếng chồng. Được bước đi hoa tiếng nghe tiếng sâu. Bao ngày trong mong mong đợi giờ về không ai chờ. Cho ai đây bao nhiêu tương tư chẳng hợp với tình mong. Na 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 na. Đẹp lắm. Hiếm một kiện duy nhất nha cả nhà ơi. Phun lông vũ siêu nhẹ ạ. Thế chưa? Bao nhiêu cái tổng? Bao nhiêu cái? Đừng gọi cái tải ra nhé. Xe hả quá? Không. Nhà nhà chấm bài chia sẻ cho em ạ. Buông rời ta, chia tay bằng vai giấc mơ. Một lý do em sẽ thôi mong chờ. Nhà đứa đầm tài nữa đấy. Thôi chẳng là nỗi phải không? Thời nào mình yên
Lúc em gầy rồi, bị điên à? Em gầy rồi. Sao luôn vụ nhá. Xem đi cô đừng mang thân trọng lên. Vì vai không một năm hôn đắm chân thành đánh bấm đi vòng cho người. Xinh lắm. Đúng rồi. Mà rẻ ấy. Vừa xinh vừa rẻ. 150 một cái phao lông vũ xinh ấy. Trời tập trời. Mẹ con này xinh không? À. Xinh quá xinh luôn. Ai không bảo hôm nay tiếc lắm cả nhà ơi. Tăng bạn bè người thân ạ. 70 cân á, 70 cân không? Em lên hôm nay phao lông vũ trẻ em siêu nhẹ mà. Phao lông vũ trẻ em siêu nhẹ. Phun luôn. Phun phao lông vũ. Phun phao lông vũ luôn. Ừ. Un lông vũ siêu nhẹ luôn ạ. À. Có 150 một cái thôi. Nó rẻ hơn cả cho luôn ý. Lên áo đi hay nhiễu quá. Hay nhiều quá. Anh chả biết giấu, em chả biết là gì luôn. 25 bé trai, ok em vào việc luôn nhá. Em chào anh Khánh Linh cái gì đấy. Nay đi mua được mỗi khúc cả. Đúng rồi anh, làm gì còn tiền. Thực ra là không còn tiền. Anh cho em tiền đi. Em vào việc luôn nhá. Bán luôn đây. 30-35 cân. 30-35 cân ạ. Mã 99. Ai vào trước mua trước. 30-35 cân. Mã 99 ạ. Mã 99 ạ. Em này 10 cân này. Bé gái 10kg. 10kg ạ. Lên mã 117. 10 cân 150 một chiếc nhá. 10kg. Mã 117 ạ. 117. Cách số điện thoại. Để ngồi con áo này này. Chị Thanh Tâm. Polo. Cho xin. Không cho mua. Cho xin không cho mua. Xin gì thì. Xin gì thì. Em này này. Nhà ơi con này đẹp kinh khủng khiếp luôn. Chiều này thịt trà sữa nhỉ? 30 cân. 30kg cho em nhá. 30kg ạ. Polo 30 cân 200k. Mã 95. Mã 95 200 ạ. Bùi Bảy Minh Trần 200k. Uniqlo ạ. Uniqlo 15 cân. 15-18 cân nhá. 15-20 cân được. 15-20 cân Uni này. Lên cho em mã 178. 15-20 cân ạ. Mã 178 ạ. 95 Nguyên Huyền. À 95 Trung Trần ạ. 30-35 cân. Bé gái ạ. 30-35 cân ạ. Lên mã 135. 30-35 cân, mã 135 ạ. 135 ạ. Trời ơi, sao lại yêu như này mà không cho 30-35 cân tiếp. Trời ơi. Mê. Mới ạ. Độ mới cao. 200 ghi cho em ơi. Mã 196. 30-35 cân ạ. Mã 196 ạ. 35-40 cân. 35-40 cân cho em nhá. 35-40 cân đây. 18 Tuấn Lê. Bao nào 35-40 cân đây. Cho em con tay cầm. 35-40 cân mã 109 ạ. 109 35-40 cân. Mã 109 ạ. Adidas. Moana Minh Nguyễn. Em xem size gì. Ôi nhưng mà không vừa, rất tiếc không vừa. 10-15 cân. 10-15kg Adidas ạ. 10-15 cân. Em này 180. Muốn đi 9 ra ngoài. 180.000 mã 145. 180 mã 145 ạ. 10-15 cân bé gái ạ. Màu quá mê luôn. 10-15 cân. Lên mã 142. Không có đâu mọi người nhá. Có một kiện duy nhất này thôi ạ. Có một live stream duy nhất này thôi cả nhà nhá. Lưu ý cho em. Một live stream duy nhất thôi ạ. Em này size cho em là size 10-15 cân. Mã 142 ạ. 142 10-15 cân. 196 Nguyễn Trần. Em này 20 cân ạ. 20-25 cân. Không, trên dưới 20 cân được. Trên dưới 20 cân mã 143. Bởi vì nó còn mặc áo len ở trong nữa. Trên dưới 20 cân ạ. Mã 143 cho em nhá. 143. 15 Chu Thị Mận. 20-25 cân bé trai. 20-25 cân ạ. À. Lên cho em mã 14. 20-25 cân mã 14 duy nhất một livestream này thôi ạ. À.
Mã 14 ạ. Này, của Italy nhá mọi người ơi. Con này 10 cân, 8 đến 10 kg, bé gái đẹp. 8 đến 10 kg ạ. Lên cho em mã 203, 8 đến 10 cân, mã 203 ạ. Mã 203. Bốn ma lục truyền. Em này 361. 361 cho em nhá. 35-40 cân, hiệu 361 ạ. À. Đây. Hiệu 361, 30-35 cân, không 35-40 cân. 35-40 cân hiệu 361. Em này 200k mã 104. Adidas 108 đi chưa? 104 200k. 203 Vũ. Đây, 200. Em này 25-30 cân ạ. À. Uniqlo ạ. À. Uniqlo 25-30 cân ạ. À. Mã 198. 25-30 cân, không chốt là không có rồi. 15-20 cân bé trai, hổ ơi. Uni 15-20 cân ạ. À. Lên mã 111. 15-20 cân. Mã 111 ạ. À. 30-35 cân ạ. À. Bé gái ạ. À. Lông vũ siêu 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 xịn luôn. Toàn hàng hiệu. 30-35 cân ạ. À. Lên cho em mã 29. Gì? 30-35 cân, mã 29 ạ. Mã 29 ạ. 198 Phan Sang. Em này 40-45 cân cho em nhá. 40-45 kg ạ. Màu đen, mã 98. Anh Phan Sang lên cho em số. 40-45 cân, mã 98 ạ. Em này dày đẹp, 20-25 cân. 20-25 cân. Mới lắm mọi người ơi. Mới lắm ạ. 20-25 cân ạ. Lên cho em mã 209 toàn hàng hiệu. 20-25 cân, mã 209 ạ. Mã 209 ạ. Uniqlo ạ. 35-40 cân, không 40-45 cân Uni ạ. 40-45 kg Uni nhiều. Em có thấy chị Hồng. 40-45 cân ạ. Lên cho em mã 118 ạ. Mã 118 ạ. 29 Hải Nguyễn. Em này 10-15 cân. Bé gái 10-15 kg ạ. 10-15 kg, mã 140. Hàng này không đâu có luôn. 80 Diệp. Không ở đâu có, phun vào lông vũ siêu nhẹ như này đâu mọi người ơi. Chỉ có nhà em có thôi. Độc quyền nhá. Mã 140 nhá, 10-15 cân ạ. À. Áo của bé hết ạ. À. Mã 140 ạ. Vô 8 Minh Hiếu. 30-35 cân, con này của Pico này mọi người nhìn này. Disney này, toàn hàng châu Âu ấy. 30-35 cân cho em nhá. 30-35 cân, mã 91. 30-35 cân, mã 91 ạ. À. Mã 91 ạ. À. Trời ơi, 35-40 cân. Mê ơi là mê luôn, ít ở nhà ơi. Con này anh không lên trường tay. Con này 33-33 của Đức này. 35-40 cân cho em nhá. 35-40 cân ạ. À. Mã 115. Siêu phẩm. Long Hải. Siêu phẩm, mã 115. Upper. Nhà biết cái hình con này không? Em này 15-20 cân. 15-20 kg cho em nhá. 15-20 kg ạ. À. Lên cho em mã 127. Mới. Ở nhà nhá. Mới lắm. 127 cho em ạ. À. 15-20 cân. 113, 115. Con nào? 113. 115 là con nào? Em này size 40-45 cân ạ. À. 40-45 cân ạ. À. Lên cho em mã 47. Đố ở đâu có phao lông vũ trẻ em này. Siêu nhẹ này. 15 Lan Ma. Nó chỉ lẫn vào thôi chứ còn để phun một livestream toàn lông vũ siêu nhẹ nó khó lắm mọi người ơi. Mã 47 cho em nhá, có một cái cóp một năm trời luôn ấy. Mã 47 cho em ạ. Mày. Mày xin nghỉ mày không thấy ngại à? Vừa mới nghỉ 2 ngày xong lại xin nghỉ mở một. Vô cùng luôn. Em vừa hỏi con này là. Thôi mày đi ra. Này, 20-25 cân các chị ơi, bé gái màu đẹp quá. Chị Mai vừa bán ra được bao nhiêu? 20-25 cân, mã 59 cho em nhá. 20-25 cân ạ, mã 59 ạ. Chị Mai vừa bán ra được mã 59 cho em ạ. Chị ra. Con vớt. 10.000. Con vớt phao lông vũ dáng dài cho em nhá. 27 Đi ra đóng cửa vào. 20-25 cân cho em nhá. Con vớt, hiệu con vớt cho em này. 20-25 cân ạ. À. Làm một làm chế Nguyễn Trung Hiếu. Phao lông vũ dáng dài mã 184. 20-25 cân, mã 184 ạ. À. Có áo gì lên em có đấy chị, săn cho em đi. Này, đố các bác tìm được ở đâu luôn ý, thật sự.
Con này 35 40 cân. Ôi con này ngon ghê, bé trai. Cổ bom bờ ngon ghê luôn. Thấy anh nhận kim cương. 35 40 cân, em có thấy anh Cao Trung Kiên. Nhưng mà bây giờ mới thấy. 35 40 cân cho em nhá, mã 31 ạ. À. Này, hiệu này. 35 40 cân mã 31. Ôi. Trời ơi. Đẹp quá thôi. 47 Long Trường. 35 40 cân bé gái, không con mày 40 45 cân được. 40 45 cân được. 31 Quang Long. Mã 88, 40 45 cân mã 88 ạ. Mã 88 ạ. Em này bé gái xinh ơi là xinh luôn. Nhìn đáng yêu lắm luôn. Em này 15 20 cân ạ. Bé gái 15 20 cân cho em nhá. 15 20 cân. Tất Adidas cổ ngắn trắng xám. Ok, cung Cao Trung okay, Kiên. 15 20 cân mã 07 ạ. 88 Thủy Nguyễn. Mã 07. Có thể pha thường à, 10 cân à. 15 cân. 10 15 kg nhá. Em này 100k, 10 15 cân ạ. Bao giờ có giày của bé vậy chị? Giày của bé của nhà chị đang like trên Facebook khác em ạ. Facebook của nó tên là Phúc Sĩ Kiệt Kids. Kids là KIDS ấy. Kids tiếng Anh ấy. Thì bạn nhân viên bạn đang like luôn. Em này 100k mã 28, 10 15 cân, 100k mã 28 ạ. Em này 20 25 cân cho em nhá. Bé trai 20 25 cân ạ. 20 25 cân mã 83 bé trai. Mã 83. Mã 83. 07 Liên chào trai. Xinh ơi là xinh. 30 35 cân. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Chất liệu nó thích lắm mọi người ơi. 30 35 cân mã 20 cho em nhá. Mã 20 30 35 cân ạ. Mã 20 ạ. Đây có phải đâu. Bao giờ lên người lớn? Em này lông vũ dày ấm. 10 cân. Bao giờ lên người lớn? 83 Vũ Thanh Tùng. Dày người lớn tối. 10 cân ạ. À. Em này 100k mã 42 10 cân. 100k mã 42 ạ. À. 20 Vương Long. Em này à, cho em là 15 20 cân nhá, bé gái ạ. À. 15 20 cân ạ. À. Lên cho em mã 205. 15 20 cân mã 205 ạ. À. 205. Con tim anh thầy lòng để niềm đau với bao mặn nồng bước chân này. 25 30 cân cho em ạ. À. 25 30 cân. Siêu nhẹ 25 30 cân. Mã 30 cho em ạ. 42 Đinh Tùng Dương. Mã 30 25 30 cân, mã 30 ủ 1800 người. Các bác chốt nhanh đi không có lại không kịp. Quả lên phát. Chốt chắc cho em nhá. Em này à, trên dưới 15 cân bé trai. Trên dưới 15 cân ạ, à, 10 15 cân đi. Lên mã 119. 10 15 cân ạ, à, mã 119 cho em ạ. 28 Tân Trần. 30 Trung Trần. Uli quan lồng xị, lồng vũ xị 35 40 cân quan lồng vũ xị mọi người ơi, mà em giặt thơm tho sạch sẽ lắm, giặt thơm tho sạch sẽ rồi về sẵn mặc thôi ạ. Lồng vũ người lớn ấy à, thi thoảng em vẫn lên lồng vũ người lớn mà mọi người săn nhá, săn cho em nhá. Em này 35 40 cân mã 197 cho em ạ. 197 35 40 cân ạ. Trời ơi sao xinh thế, con này xinh thế em tặng này, con này chắc 5 cân ý. Con này em tặng này 5 cân ý, bé. Lên cho em mã 154. 5 kg. Okay. Mã 154 5 cân. Con tim anh thay lòng để nhìn đau đớn anh. Bước chân anh đi về. Bỏ ba cái này đi. Quay đi quay lại mỏi hết rồi người. Quá là xinh xẻo cho cái áo này luôn. 15 20 cân bé gái, lông vũ siêu nhẹ ạ. À. 15 20 kg ạ. À. Tôi là cho anh Trung Trần. 15 20 cân, mã 51 cho em nhá. Mã 51 15 20 cân ạ. À. Mã 51. Con này lông vũ luôn, con này 40 cân. 35 40 cân ạ. À. Trần trám ấy cả nhà ơi, mặt nhung trần trám ở trong là lót lông vũ, con này tao là chốt được con này. 35 40 cân ạ, à. Lên mã 101. 107 Vinh Võ. Mã 101 ạ. À. Bé gái cho em 25 30 cân, dáng dài nhá, lông vũ dáng dài ạ. À. 25 30 cân giúp em ạ, à. 25 30 cân ạ. À. Lên cho em mã 08.
25-30 cân, mã 08. Là một đằng như Nguyệt. Mã 08, con này Uniqlo ạ. Uniqlo con này cũng 25-30 cân cho em ạ. Uniqlo 25-30 cân ạ. Lên cho em mã 190. 25-30 cân, mã 190 ạ. Chân chạm đẹp lắm, chân chạm đồng giá bình thường. Lên một cà phê. Em này 10-15 cân, 10-15 cân bé trai, mã 187. 10-15 cân ạ, mã 187 ạ. 187. Đẹp thật. 10-15 cân tiếp. Con này đẹp quá bé gái. 190 à Vũ. Dày dặn ấm áp mới, độ mới cao. Em này 10-15 cân. Lên cho em mã 307 anh Minh Minh Trần không 130 ạ. 10-15 cân, mã 130 ạ. Một em siêu phẩm. Siêu phẩm cho em ạ. Em này 30-35 cân. Bé trai nhá. 30-35 cân ạ. Lên cho em mã 55. 30-35 cân ạ. Mã cho em là mã 55. Bà Nguyễn Thủy. Mã 55, 30-35 cân. 30 đằng như Nguyệt. 25-30 cân bé gái ạ. 25-30 cân ạ. Chốt khó, toàn về nhì, cố lên anh. 25-30 cân cho em nhá. Mã 86 ạ. Các bác chốt thằng tí nữa các bác đi giờ ấy mà. Chốt xong đi giờ. Em này 10 cân. Lâm Quang Long. Em này 10kg ạ. 10kg, mã 185. 10 cân ạ. Mã 185 bé gái, 10kg, mã 185 ạ. Ôi xinh thế. Con này 10 cân. Xinh ơi là xinh luôn. Mặc nhẹ thằng cu nhà em, nó chỉ mặc lông vũ thôi. Chỉ mặc lông vũ siêu nhẹ thôi. Lông 8 đằng thôi. Loại khác nó không mặc luôn. Em này 8 đến 10 cân ạ. 100k, mã 174 ạ. 8 đến 10 cân. 100k, mã 174. 100 này. 18 an tuần đoàn. Đẹp lắm các cụ ạ. Tám sáu chân tuấn. Nếu chúc mừng bác nào chốt được con này nhá. 15-20 cân, chúc mừng đây ạ. Đẹp mà nhẹ. 15-20 cân ạ. Lên cho em mã 44. Kiếm cho em con lông vũ 18-12 cân, độ mới cao. Yến ơi chốt cho chị đi, con nạo độ mới cao ấy. À, con nạo như mới nguyên luôn. À, 15-20 cân, mã 44. Elsa, các cụ ơi, đẹp này, con Elsa này. Con này Bala của Đức. 44 cà phê chuẩn lên. 30-35 cân, Bala của Đức cho em nhá. 30-35 cân, họa tiết của nó là Elsa ấy mọi người, đây này. Elsa 30-35 cân, mã 03 cho em ạ. Mã 03. Mã 03, 30-35 cân. Có con 100.000 ghi chưa? Em này 8 đến 10 cân ạ. 8 đến 10kg cho em nhé. 187 trường vũ. 100k. Lên cho em mã 146. 8 đến 10 cân 100k, mã 146 ạ. 20-25 cân bé trai. 20-25 cân của Bala, con này của Đức nhá. 20-25 cân. Lên cho em mã 188. 20-25 cân. Mã 188. Nó bảo không lấy là không lấy. Nó không lấy là không lấy, mày bị dở à? Tìm, tự tìm đi. Nó bảo không lấy rồi. Lúc bạn đâu bỏ đấy. Ôi màu ngất ngây luôn các chị ơi, 30-35 cân. Màu ngất ngây luôn ạ. 30-35 cân ạ. Lên cho em mã 193. Lông vũ sáu đoạn vận diễn. 30-35 cân, mã 193 các chị chốt đi. Độ mới cao lắm ạ. Độ mới cao mà lông vũ 8 đến 10 cân vẫn còn đấy ạ. Anh chân này đây. 8 đến 10 cân còn ạ. Con này đẹp quá. 15-20 cân bé gái. 188 anh Cherry. 15-20 cân ạ. Mã 121. 15-20 cân, mã 121. Em này 20 ạ. À, 20 à, khuyên con này trên dưới 20 cân đẹp. Bé trai trên dưới 20 cân. Mã 148 bé trai nhá. Mã 148 cho em ạ. À. Đây. 10 cân ạ, à, 10-15 cân. 10-15 cân ạ. À. 133 tuần vừa. 132. 10-15 cân, mã 132 ạ. À. 132 ạ. À. Trời ơi. Đẹp mê hồn nhỉ. 48 bù
25 cân, nó mê luôn. Trời ơi, áo đẹp. 20-25 cân, mã 128. Áo đẹp quá, cả nhà chia sẻ cho em đi. Mã 128, 20-25 cân. Ôi, mềm quá. Di lê này, chị nào vừa hỏi di lê ấy nhỉ? Chị nào vừa hỏi di lê ấy ạ? 121 Thanh Tâm. Em này 25-30 cân. 25-30 kg. 128 Lê Vinh. Mã 208, 20-25 cân. À, 25-30 cân, mã 208 ạ. 208. Một vai Hồ Khánh. Một lý do em sẽ thôi mong chờ. 20-25 cân. Lồng vũ siêu nhẹ 20-25 cân ạ. Mã 06 ạ. Mã 06 ạ. Uniqlo. Size cho em là size 35-40 cân. Bé trai 35-40 kg ạ. Mã 186. 35-40 cân. Mã 186 ạ. 186. 208 Khánh Nguyễn. Chị đang tuổi không spam comment ạ. Em phải rũ rũ ra cho nó phồng, phải phao lên cho nó đẹp mọi người. 186 Huyền Minh. Em này 25-30 cân. 25-30 cân bé trai. Lên cho em mã 00. 25-30 cân, mã 00 ạ. Con này nó, cái tay của nó hơi bẩn à, em tặng nhá. Con này tặng 10-15 cân. Tặng tặng mã 56 ạ. Tặng mã 56 giúp em ạ. 128 của Lê Vinh ạ. Này bạ đâu vứt đấy, bạ đâu vứt đấy. Thế mình cứ đổi thằng này. Đó. Nó đã bảo không rồi. Ơ cái này không rồi. 06 Nguyễn Long. Quá. Em này 10-15 cân bé trai ạ. 56 Vương Long. 10-15 cân bé trai, mã 85 ạ. 10-15 cân, mã 85 ạ. Em này 20-25 cân. Màu mê. Thật sự. 20-25 cân. Lên cho em mã 120. Số 0 Đinh Duy Linh. Các bác chốt đi, ngon lắm. Rẻ. Bình thường các bác này bu tiền triệu ấy, chứ không có rẻ đâu ạ. Con này mã 120 nhá. 20-25 cân. Mã 120 ạ. 85 Ngô Huyền. 25-30 cân cho em ạ. Bé gái ạ. 25-30 cân. Mã 50. 25-30 cân. Mã 50 ạ. Độ mới cao. Bé trai Puma. Bé trai Puma 20-25 cân. Puma 20-25 cân. Lên mã 114 của Puma. Mã 114 ạ. Món 20 Hồ Khánh. Năm mươi Ngô Trang. 15-20 cân bé trai. 15-20 cân ạ. Lên cho em mã 68. 15-20 cân, mã 68. Độ mới cao cả nhà. Quan trọng 14 Tuần Đoàn. Quan trọng độ mới. 20-25 cân bé gái ạ. 20-25 cân, mã 35. 20-25 cân, mã 35 ạ. Quan trọng độ mới, nó mới. Ôi bé. Bé gái 20-25 cân, dáng dài nhá, lông vũ dáng dài. 20-25 cân cho em ạ. Lên cho em mã 182. 20-25 cân, mã 182 cho em ạ. 182 ạ. Em này 30-35 cân. 30-35 cân. 30-35 cân. Lên mã 108. 108, 30-35 cân. Mã 108 ạ. 20-25 cân, bé gái. 20-25 cân. Lên cho em mã 172. Đẹp, các bác chỉ việc chốt thôi. Mã 172 cho em ạ. Sợ không chốt được thôi. Em này 10 cân. 68 chút đi mà. Bé trai đẹp. 8 đến 10 cân bé trai đẹp này. Con này lên cho em mã 27. 8 đến 10 cân. Mã 27 bé trai. 108 Quang Long. Em này của Fila. Size 20-25 cân. Đẹp chưa? Fila đẹp chưa? 20-25 cân. Lên cho em mã 66. 20-25 cân, mã 66. 182 Hồ Khánh. Mã 66. Em này bé trai. Bé trai 15-20 cân ạ. 15-20 kg cho em nhá. 15-20 kg. Mã 202. 72 Ngô Huyền. Mã 202. 20-25 cân bé gái ạ.
20-25kg cho em ạ. Chị Ngô Huyền lên cho em số điện thoại 20-25 cân, mã 02 ạ. 66 Ngô Huyền. Tình yêu có từ nơi đâu em một 20-25 cân bé trai, bé gà, bé trai đẹp. 27 Lan Ma. 20-25 cân. Lên cho em mã 09. 20-25 cân mã 09 ạ. 09 ạ. 202 Vương Long. 15-20 cân ạ. 15-20 cân ạ. Lên cho em mã 191. 15-20 cân mã 191. Xinh quá. 15 cân. Trời ơi. Mê mê à. 15 cân ạ. Lên cho em mã 192. 15 cân mã 09 Thành Nguyễn. 192 ạ. Quá đẹp cho một cái áo ở nhà nhỉ. Thật sự. Ủa sao lại mê. 02 Bình Nguyễn. Trên dưới 15 cân, 15-18 cân được. 15-18 không ơi. Mã 192 Thịnh Ly. 15-18 cân mã 199. Tung tung cái áo này ra cho một chín một Văn Khải. Em này 20-25 cân bé trai. Các bé thích lắm đây này. Thật. Mọi người ạ, à, em nói thật luôn ấy. Riêng mà để mà dòng phao ấy thì các bác bọn trẻ con nó thích mặc lông vũ nhất, vừa ấm vừa nhẹ vừa dễ chịu, thoáng. Các bác nhá, muốn cái con lông vũ. Không chín em chốt rồi anh Kiên Nguyễn này. Hàng hiệu này, 20-25 cân ạ. À. Lên cho em mã 41. Mã 41, các bé mặc nó xuống ạ. À. Nó dễ chịu lắm luôn. Em này 40-45 cân. 40-45 cân ạ, à. Mã 94 ạ. À. 40-45 cân mã 94. Mã 94 ạ. À. 41 Tuần Đoàn. Đắt lắm, mùa đắt lắm. Mùa đắt cực luôn, trên dưới 20 cân đẹp. Ôi cái áo này. Này, mê. Mê thật sự. Trên dưới 20 cân, mã 201. 201 cho em nhá. Uniqlo ạ, à, 40-45 cân. Bé gái Uniqlo 40-45 cân ạ. 199 Đâm Trần. 40-45 cân, mã 40, em này 180.000. Mã 40. Này con này 180 này. 361. 201 Ngô Huyền. 361, 35, 40 cân ạ. À. Hiệu 361 cho em nhá. À, 35, 40 cân ạ. À. Lên cho em mã 195. 35, 40 cân, mã 195. 40 Thảo Hoa. Đấy. Mặc quá sướng. Ôi. Trời ơi. Em thích quá mọi người ơi. Kích động dã man luôn. 35, 40 cân ạ. À. Ôi. Lên cho em mã 131. 35, 40 cân, mã 131. Đẹp, đẹp thật sự của nhà. Em này 10-15 cân. 10-15 cân ạ. À. Lên cho em mã 23. Nóng người luôn. Ngọc Tú và tiền này. Kiếm cho chị con áo thun đi em ơi. Con này đồng giá ô quên không báo giá đấy. Con 361 em quên đấy. Mã 23 cho em nhá. 10-15 cân mã 23. Thật sự chốt những con áo này về các bác ơi, các bé. 131 Quang Long. Này, nhìn nó mê như này cơ mà 25-30 cân ạ. À. 25-30kg cho em lại còn vạt lệch nữa. Mã 11. 25-30 cân mã 11. Siêu phẩm Adidas, siêu đẹp. 23 Nguyễn Hồ. 25-30 cân. Không, con này 20-25 cân cho nó thoải mái. Trên dưới 25 cân. Lên cho em mã 110. Trên dưới 25 cân mã 110 cho em. 11 Cà Phê Chuẩn Lê. 110 đóng lại em ơi. Em này 10 trên dưới 15 cân bé gái ạ, à, màu tím quá đỉnh. Trên dưới 15 cân, mã 189. Trên dưới 15 cân, mã 189 ạ. À. Con ý chưa ạ? À? Đây. Con này 40-45 cân, con này đẳng cấp đấy. Ừ, này, ở nhà. Nhìn chưa, nhìn hiệu của nó chưa ạ? À? Con này sao không ấy? Này. 40-45 cân làm gì có. 40-45 cân hiếm lắm luôn. 40-45 cân, lên cho em mã 149. Mã 149. Bộ không, Hoàng Đình Cảnh. 149 ạ. À. 30-35 cân. 30-35 kg ạ. À. Nó mới không ở nhà, nhìn mới lắm ý.
Độ mới cao. 49 tuần đoàn. Chuyển khoản 100 phần trăm 149. Em này mã 112 30 35 cân. 30-35 cân, mã 112, mua đi không thất vọng đâu. Hàng em mà đã tuyển rồi thì mọi người không có thất vọng đâu. Hàng đã tuyển, tuyển chọn rồi thì nhà em không bao giờ em nhập kiện. Mà nhà em phải tuyển bằng tay. 189 cân Nguyễn. Lựa bằng tay thì cái kiêng cái độ mới của nó thì không phải nghĩ 10-15 cân. 10-15 kg cho em ạ, bé trai nhá, 10-15 cân. Lên cho em mã 138, 10-15 cân. 12 Nguyễn Huyền. Mã 138. Đây, con này 30 à, 30, 25-30 cân. Ủa ôi, mẹ ơi nhìn này. Ủa ôi, thật sự. Mới nhỉ. 25-30 cân, mã 204. Con này không ai chốt bỏ ra run nhá. 25-30 cân, mã 204. 30-35 cân à. Không, con này cũng cho 25-30 cân thôi. Con này star đấy, star vua đấy. 25-30 cân thôi, cho đẹp. Lên cho em mã 58. Mã 58, 25-30 cân. Mã 58 ạ, à, Uniqlo. Uniqlo 20-25 cân. 24. Không bao giờ hối hận. 24, nhận được không bao giờ hối hận luôn. 20-25 cân. Chỉ có thích thôi ạ, à. Mã 84. 20-25 cân, mã 84 cả nhà chia sẻ cho em đi ạ, à. 8-10 cân này, bé gái xinh. 58-2 lưu. 8-10 cân. Lên cho em mã 144. 8-10 cân, mã 144. Tung hết. Hết ra. Trời ơi. 84 Nguyễn Lam. Này, 40-45 cân bé gái mua những con này rồi. Ôi sao nó mê thế. 40-45 cân, mã 47 cho em ạ. Mã 47. 44 Thuận Đoàn. Này, ba la của Đức đây này, mọi người nhìn thấy không? Hiệu của Đức ý. Em này 10 cân nhá, 8-10 kg ạ. 8-10 kg, mã 08. Mã 08, 8-10 cân. Mã 08 ạ. Ủa ơi. Ủa, con này chị mặc được ấy em. Con này 47 thịt ly. Con này 45-50 cân nhé các chị ạ. À. 45-50 kg ạ, à, 200k. 45-50 cân, 200k, mã 13. 200k cho em nhá. 45-50 cân, mã 13. 2 lít. 48 Đông Nguyễn. 8 cân. Em này 7-8 cân, em bán kỷ niệm 100.000. Lên cho em mã 53. 100k, mã 53-100 nhá. 13 Minh Hiếu. Bởi vì nó nhỏ nhỏ ấy. Em bán 100.000 cho các bé mặc mã 53. 100.000 là chưa đến giá nhập của em luôn ý. Em này 10-15 cân bé trai. 10-15 kg ạ, à, 47 của ai em. 47 em vừa. 10-15 cân. Lên cho em mã 31. 08 chốt chưa? 10-15 cân, mã 31. 08 chốt chưa? Chưa. À. Còn 08. 47 em đầu lô ấy ạ. Nhưng mà không phải của à, anh đâu. Ba la ba la của Đức nha, nhìn nó xịn được cái khóa luôn. 8-10 cân. 53 Vương Long. Chốt đi ạ, à. 8-10 cân của Đức ấy, hiệu của Đức đấy. Mã 08. Ôi, thích nhỉ. Màu xinh. Ơi là xinh nhìn này. Đấy chị Hương Cai ạ. À. Gọi là nó là gọi là lông vũ, Vương Vũ gọi là lông vũ, siêu lông vũ ấy, chứ không phải là lông vũ thường đâu các chị ạ. À. Nói phết đâu mà này. Nó xịn lắm luôn ý. 10-15 cân, ổ con này. Này đẹp quá. Con này không ai chốt, rõ ra nó thỏ nhá. 10 cân mặc đẹp. 10 kg. Lên cho em mã 34. Ok anh Bùi Huy Mến. Mã 34 ạ. À. Em tiếp nhận thông tin ạ. À. Có con 200 ghi chưa? Rồi. Sao anh chốt áo vét nhưng được 5 ngày rồi mà. 31 chút đi mà. Chứ em kiểm tra cho. Em này 30-35 cân cho em bé gái ạ. 30-35 cân ạ. À. Lên cho em mã 49. 30-35 cân mã 49 cho em nhá. Mã 49. Trời ơi, con Elsa này. Sao nó xinh thế này? Áo đẹp quá. Áo đẹp quá thật sự. 34 Hà Vũ. Em này 15-18 cân đẹp. 15-18 cân Elsa. Lên cho em mã 46. Đẹp quá mọi người ơi. Chị ơi. Em này mã 46. Nó có đợt nào nữa đâu mà có đợt. Duy nhất đợt này thôi chị. Bình thường là cái phao bình thường kia mà. Nó không phải là siêu nhẹ. Phao lông vũ siêu nhẹ còn duy nhất đợt. 08 Minh Trần. Em này 25, trên dưới 25 cân. Có vội nhỉ. Trên dưới 25 cân ạ, à, lên mã 37 ạ. Ôi sao Nguyễn Hồng. Mã 37 cho em ạ, à, mã 37.
Mọi người tắt hết bạn bè ở đây cho em. Em là thật sự các chị, con này đẹp quá luôn, 20-25 cân. Nó thật sự luôn, 20-25 cân đi. Cũng chẳng béo quá. 20-25 cân. Anh đừng chê phụ nữ béo, phụ nữ buồn đấy anh ạ. À, thật, phụ nữ buồn, phụ nữ khóc đấy. Em này mã 210 cho em nhá, 20-25 cân. Mã 210. Bé trai 30 cân, 25-30 cân ạ. 25-30 cân. Chị Lê Xuân Huy. 25-30 cân, mã 00. 25-30 cân, mã 00 ạ. Mã 00. 20-25 cân cho em ạ. Hiệu gì đấy? DCT là cái gì? 20-25 cân cho em nhá, bé trai. 20-25 cân, mã 38 ạ. 210 tôi thì hiểu. Mã 380 anh ơi. Phụ nữ buồn, phụ nữ khóc, có mà khóc đến Tết luôn ý. Sao đến Tết rồi? Em này 5 cân, 5 cân đến 7kg cho em nhá, 5 đến 7 cân ạ. À, em này 100k, mã có 60. Anh Nguyễn Hiếu ơi. 5 đến 7 cân, 100k, mã 60 ạ. À, có. Anh mua đi. Ôi, cái màu. Không không, Thu Hoàng Dương. Hôm trước gì đặt cái này Uniqlo màu này ấy, mà nó còn không có hàng. Cho em Uniqlo nhá. Màu này không có đâu, hôm trước em đặt mà không có luôn. Màu này nó tôn da vô cùng các chị ơi. 20-25 cân Uniqlo ạ. À, em còn bộ chó đấy anh Hiếu ơi. Ok anh, mã 70, 20-25 cân, mã 70 ạ. Bà Thu Thị Mận. Mã 70 ạ. À, em này 10-15 cân bé gái ạ. À, 10-15 cân. Lên cho em mã 144. 10-15 cân. Mã 144 ạ. À, 144 ạ. À, đấy kia là mình thường là nhiều. 70 Minh Hiếu. 25-30 cân ạ. À, 25-30 cân. Ok anh, mã 92. Anh đừng chê em béo thôi nhá, em khóc thật đấy. 25-30 cân, mã 92 ạ. À, mã 92 này, nhìn tát kim loại luôn, mình dã man còn ngàn. Em này 15-20 cân, dáng dài ạ. À, 60 vị trần. Trên dưới 20 cân được, 22 cân đổ về. Trời ơi, xinh ý. Tối em lên giày anh trên dưới 20 cân Lương đổ Khánh về ơi. Mã 175 ạ. À, trên dưới 20 cân 92 Thu Hoàng Dương. 175 ạ. À, 10-15 cân bé gái ạ. À, mới lắm, ở nhà độ mới cao nhá. 10-15 cân, mã em ơi. Không không anh Ngọc Lương không được ạ. À, 10-15 cân, mã 09 ạ. À, 10-15 cân, mã 09. Có ok. Một 75 Nguyễn Châu. Em này 8 đến 10 cân ạ. À, 8 đến 10 kg, 100k, mã 66. Có cái con 100k bé bé chưa? Hả? Dạ. Mã 66 100.000. Rồi, không nghi ngờ. Mã 66 100k. Ok, chị Hương Cai. Có. Ừ. Em này 20 trên dưới 25 cân đẹp nhá, bé trai ạ. À, 09 Hà Vũ. Trên dưới 25 cân ạ. À, lên cho em mã 03, trên dưới 25 cân, mã 60 đầu thành 66. Mã 03. Em này 8 đến 10 cân tiếp bé gái. 8 đến 10 cân. 66 Nguyễn Hiếu Sơ Bốt. Lên cho em mã 38, 8 đến 10 cân, mã 38. 30-35 cân bé gái ạ. 30-35 cân, mã 46. 30-35 cân, mã 46, khỉ cận như khách cũ ấy. Đồng con này á, 100. Thì cận ấy, khách khách gọi là khách lâu đời. 10-15 cân ạ. À, 10-15 kg bé gái, 10-15 cân. Lên cho em mã 37. 38 vô xa đâu. 10-15 cân mã 37. Phải đi ra chỗ khác đi, mày lượn lờ gì vào đây. Nhìn cho thấy yếu mắt rồi. Uniqlo ạ. À, Uniqlo 30-35 cân nhá. Cái gì? À, 30-35 cân, mã 40 cho em ạ. À, mã 40. 03 Thanh Tâm. Vừa có dưới cầu phim, cân. Phim vừa táo. 20-25 cân, mã 70. 20-25 cân, mã 70 ạ. À, đẹp chứ chị, ai mua cái này. Phim vừa táo. Đẹp lắm. 37 Trà Chanh. Sao mày mặc rẻ thế chị? Hàng này không có lần thứ hai luôn em ạ. À, con chị Hương Cai ơi. Chị bán rẻ thế. Này, tôi má ơi. 8 đến 10 cân đẹp. Lên cho em mã 66. 8 đến 10 cân mã 66. 8 đến 10 cân mẹ. Mợ trẻ con lời lại gì? Mình đối diện à? Đối diện mở tên nha.
Em này 30 35 cân. À không, 25 30 cân bé trai. 40 Long Hải. 25 30 cân mã 11 ạ. 25 30 cân. Mã cho em là mã 11 25 30 cân ạ. 70 Trần Hoàng nào. Trần Hoàng à. 30 35 cân ạ. 30 35 cân mã 02. 30 35 cân ạ, mã 02 ạ. Em này 10 cân. Trên dưới 10 cân ạ. Thì em gửi ảnh cho chị Hương Gai ạ. Trên dưới 10 cân. Lên cho em mã 53. Trên dưới 10 cân, mã 53. 46 Nguyễn Vân. Không lâu vào. 11 Thu Hoàng Dương. Chị Thu Hoàng Dương lên chiếc số điện thoại ạ. 20 25 cân. Lên mã 201. Nó mới đấy. 20 25 cân mã 201. Thật sự mê nhỉ. Sao lại mê thế? 35 cân. 35 40 cân được. Bé gái ạ, à, 35 40 cân ạ. À. Lên cho em mã 138, size nhỏ nhiều ấy chị. 35 40 cân mã 138. 138 ạ. À. Em này 8 cân ạ. À. 8 kg cho em nhá. 53 Nguyễn Thủy. 8 kg ạ. À. Lên cho em mã 23. 8 cân, mã 23 cho em ạ. À. Đây. Ý như cái áo của thằng cu nhà em đang mặc. 201 Thu à. Này. Ý như áo của nào. 30 35 cân đẹp quá. Ý như áo run nhỉ. 30 35 cân. Lên cho em mã 110. 30 35 cân ạ, à. Mã 110. Chúc mừng bác nào nhá. Đẹp lắm ạ. À. 40 45 cân bé gái ạ. À. 40 45 cân. Mã 204 Nguyễn Vân. Mã 204. 40 45 cân, mã 204 ạ. À. 204 ạ. À. Bồ không Vững Long. Em này 10 15 cân bé gái ạ. À. 10 15 cân. Lên cho em mã 92. 1827 người. 10 15 cân bói, mã 92. Mã 92 ạ. À. 24 Thanh 12. 10 15 cân ạ. À. 10 15 kg bé gái 10 15 cân, mã 34. 10 15 cân mã 34. Em đang nghĩ trong đầu là tại sao anh Thanh Nguyễn 2 lại hôm nay lại không xuất hiện. Hơi vô lý bởi vì hàng này nó không có. Hàng này không có nhiều ạ. À. Em này 30 35 cân cho em nhá. 30 35 cân mã 172. 30 35 cân mã 172 ạ. À. 02 Thanh Nguyễn. Ôi ơi, như con áo 20 25 cân, như con áo mà đúng là thật sự các bác nhận được nghiện luôn. 20 25 cân mã 84 ạ. À. 20 25 cân mã 84 ạ. À. Mã 84 ạ. À. Ngon không? 25 30 cân cho em. 12 Thu Hoàng. 25 30 cân bé gái, 25 30 cân ạ. À. Lên cho em mã 205. 25 30 cân, mã 205 ạ. À. 205 ạ. À. Toàn siêu nhẹ không này. Đây. Đây, 25 30 cân luôn. 25 30 cân. Ba tư Tập Trần. 112. 25 30 cân mã 112 ạ. À. 112 con này. Con này mọi người không chốt ta. Trời ơi, em không thể hiểu nhìn hàng kiểu gì luôn ý. Này. Con này mà không chốt á. Con này phải tranh nhau mới đúng chứ. 8 đến 10 cân. Tá tư Huỳnh Nhi Nhi. 8 đến 10 cân ạ, à. Con này mà không chốt. Thể thao bé đang like ở trên Facebook Si Tiền Kit đi chị Thu Hoàng ơi. Thu Hoàng Dương, Facebook Si Tiền Kit là đang like. Em này mã 131, 8 đến 10 cân, con này mà không chốt thì đúng là thật sự. Các bác không biết nhìn hàng thật. Convert. Con này mặc hai mặt nhá. Convert mặc hai mặt cho em ạ. À. Mặc hai mặt con này à, bé này à, cho em là 30. 92 Nguyễn Tuấn. 30 35 cân. 31 Hoàng Biên Thùy. 30 35 cân hiệu Convert ạ. À. Lên cho em mã 210. 30 35 cân mã 210 ạ. À. Con nào bomber? 15 18 cân ạ. À. Chị xinh gái ơi, áo khoác bomber không? Chị có. Trên dưới à 15 18 cân mã 27 ạ. À. 15 18 cân. Mã 27. Đây. Lại rồi. 205 Long Trần. 20 25 cân ạ. À. Lên cho em mã 35. 20 25 cân, mã 35 ạ. À. Mã 35 20 25 cân, mã 35 bé trai. Trời ơi. 12 Trần Tuyên. Quá rồi luôn, cảm ơn nhiều chị sang đó. Ok chị, 20 25 cân cho em. 35 Thu Hoàng Dương. 20 25 cân ạ. À. Lên cho em mã 00. 20 25 cân mã 00 ạ. À. Em này 15 18 cân được. 15 18 cân mã 47.
Mã 47, 15, 18 cân nó quá mới đẹp, nhẹ, ấm, dễ chịu. Lên chốt lắm luôn. Em này trên dưới 25 cân. Không không kỳ mùi. Em này 25, 28 cân đổ về nhá, 28 cân đổ về được ạ. 25, 30 cân, mã 195. 195, 25, 30 cân ạ, mã 195 ạ. Bala của Đức. Em này 10, 15 cân. 10, 15 cân hiệu của Đức cho em ạ, 10, 15 kg ạ. 210 Huyền Trang. 108, 10, 15 cân, mã 108 ạ. 108 ạ. Bé trai 20-25 kg bé trai, trời ơi, hồn áo. 20-25 cân, mã 202. Mã 202 ạ. 10-15 cân. 27 Hằng Nguyễn. 10-15 kg ạ. Lông vũ hai phao vậy xốp rồi, ôi, nhìn không biết luôn. 195 Dương Huế. Con này là lông vũ full, lông vũ siêu nhẹ hết của em nhá. Lông vũ siêu nhẹ hết, không phải phao đâu ạ. Nhà em không bán phao. Bán phao làm gì? Phao rẻ không mà chợ đầy. Em bán phao lông vũ chứ. Em này 10-15 cân. 47 Thu Thị Mận. 10-15 cân, mã 190. 10-15 cân, mã 190 ạ. Phao thường bán làm gì mọi người ơi. 40-45 cân. 40-45 kg ạ, siêu phẩm. Em này 200k, mã 94 ạ. 202 Đăng Nguyễn Hoàng Đăng. 40-45 cân, 200k. Mã cho em là mã 94 ạ. Mã 94, 200 em ơi. 20-25 cân ạ, bé gái 20-25 cân, lông vũ hết nhá. 20-25 cân ạ, lên cho em mã 31. 20-25 cân, mã 31 ạ. 190 Lê Vinh. À 190. Em này 5 Nguyễn cân Học Tiến ạ. Đến 7 cân. 5-7 kg ạ, 100k. Mã 128, 100k. Mã 128 ạ. 94 Đô Chi. Em này trên dưới 20 cân đẹp. Chi Chi. 20-25 cân được. 20-25 cân ạ, mã 85. 20-25 cân, mã 85 ạ. Nó quá đẹp luôn ý. 25-30 cân, bé gái ạ. 25-30 kg cho em nhá. 25-30 kg ạ. Lên cho em mã 141. Chơi hàng si quan trọng độ mới cao cả nhà nhá. Đây ạ, hàng tuyển tay. Mã 144, tuyển bằng tay. 144. Không phải thợ tuyển đâu ạ. Em này 25-30 cân cho em nhá. 25-30 cân bé gái ạ. 25-30 cân, lên cho em mã 146. Mã 146, 25-30 cân. 146 ạ. Em này 8-10 cân. 8-10 kg cho em nhá. 8-10 kg ạ. 100k. Lên cho em mã 184. 100k. 85 Hoàng Hiền. Mã 184 ạ. Ok, chị đi chi đi chi. 44 Thùy Ngân. Con này xịn lắm, con này xịn cao cấp hơn cả Uniqlo luôn ấy ạ. À. Em này 15-20 cân. 15-20 cân ạ, à, lên mã 191. 15-20 cân, mã 191. 20-25 cân ạ. À. 20-25 kg màu yêu quá. 20-25 cân, mã 154 ạ. À. 46 Lương Văn. 154 ạ. À. Toàn pha lông vũ con này, cổ bomber này. Cổ bomber 25-30 cân ạ. À. 25-30 cân cổ ạ, bomber, mã 114. 25-30 cân, mã 114. 184 Nguyễn Hồng. 114 ạ. Em này 10 cân, 8-10 kg ạ. Con này 100. 8-10 cân, mã 58. Mã 58 cho em nhá, 10 cân đổ về. 191 Vương Long. Mã 58. 20-25 cân bé gái ạ. Size 120 là bao nhiêu shop? 120 đó tùy form ấy chị, tùy hiệu ấy. 120 nó rơi 154 Hoàng Hiền. 20-25 cân. 20-25 cân ạ. À. Em này 20-25 cân ạ. À. Lên cho em mã 182. 182 20-25 cân. Mã 182 ạ. À. Bé này 7 cân ạ, à. 78 kg ạ, à. 7-8 cân. Em này 100k. Mã 41 100k. Bố Ngọc Lương. 7-8 cân, 100k, mã 41. Người nổi tiếng này. Đâu? Em top top, vợ chồng anh chị suốt nên ưu tiên em chốt với Huyền Hiêm. Ok em. Em xem thả tim cho chị nhá. Em này 25. Con này hay trên dưới 25 cân đẹp. Đẹp nhờ cái màu. Trên dưới 25 cân đẹp ạ. À. Mã 132. 44 Vinpearl. Mã 132 ạ. À. Em này 15-20 cân ạ. À. Chẳng cả. Ừ. 15-20 kg cho em nhá. 15-20 kg ạ. À. Lên cho em mã 06. 15-20 cân, mã 06.
Em đây 182 Trần Ngọc Tâm. 25 30 cân ạ. À. Lên cho em mã 51. 25 30 cân mã 51 toàn lông vũ ạ. À. 32 Ngô Trang. 30 35 cân Uniqlo ạ. À. 30 35 cân ạ. À. Lên cho em mã 44. Mã 44 30 35 cân. Mã 44 ạ. À. Cái này không có khóa bằng cúc. Nhiều người lại chỉ thích cúc thôi. 25 30 cân. 25 30 cân cho em nhá. 25 30 cân đẹp nhỏ mới lắm. 25 30 cân mã 140. Mã 140 25 30 cân ạ. À. 06 Minh Hằng. 20 25 cân. Trời ơi cái màu em thích lắm. 20 25 cân mã 25 ạ. À. 20 25 cân mã 25 cho em ạ. À. Bé trai, bé gái mặc được hết. Em này 25 30 cân. 40 Kỳ Bùi. 25 30 cân mã 68. 25 30 cân mã 68 ạ. À. Mã 68. Em này 7 đến 8 kg bé gái này. 78. 40 Lam Seo. 100k em này ạ. À. Lên cho em mã 119. 100k mã 119 ạ. À. Nhỏ nhỏ này 100 nhá. 100 là vừa bán vừa tặng ạ. 40 45 cân ạ. À. 40 45 cân bé gái ạ. À. 40 45 cân. 25 Tô Trần Minh. Mã 193. 40 45 cân mã 193. 193. Em này 10 15 cân ạ. À. Bé gái 10 15 kg cho em ạ. À. Mã 144 chưa thấy đâu. 144. 44 xuất rồi mà. Mã 199 10 15 cân ạ. À. Mã 199 ạ. À. 68 Hoàng Thành. 35 40 cân bé gái ạ. À. 35 40 cân ạ. À. Mã 208. 35 40 cân mã 208 ạ. À. Xinh thế. Trời ơi cũng 35 40 cân luôn bé trai. Đẹp quá. 35 40 cân mã 089 Út Hiền. 35 40 cân mã 08 ạ. À. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Cả nhà ơi. Tăng bạn bè vào đây ạ. À. 20 25 cân ạ. À. 20 25 cân cho em này, nhìn này mê không? 20 25 cân mã 86. 193 Đỗ Hồng Khải. Mã 86. Đỗ Hồng Khang ạ. À. Em này 15 20 cân ạ. À. 15 20 kg cho em nhá. 15 20 cân. Lên cho em mã mã 13. 208. Cao Phương Nhung. Mã 13. Con này mặc hai mặt. 08 luôn. Lê Vinh. Các bác ạ, mặc hai mặt luôn. Anh phải được đọc tên mới được ạ. Đọc to lên em ơi, vặn cái loa to lên. Em này 8 đến 10 cân. Mặc hai mặt luôn bé trai. 86 Lê Xuân Huy. Lông vũ nha chị Hương ơi, Đỗ Hương ơi. Full lông vũ 100%, lông vũ siêu nhẹ. Không phải nhà em không bán phao. Phao rẻ mà. Lông vũ là mấy giá trị chứ bán phao làm gì. Chào anh Long Văn ạ. À. Em này 100k, mã 30. 8 đến 10 cân, 100k, mã 30 ạ. À. Alo. Con này nó bị dính mực ở đây, bọn nó viết mực vào đây. Em tặng này. Em tặng nhá, 10 cân. 10 cân ạ, à? 10, 12 cân được. Tặng, mã 113. Tặng mã 113 cho em ạ. À, làm sao là bộ ạ. À? 30 Nguyễn Thị Yến. Em này 10, 15 cân bé gái ạ. À. 10, 15 kg cho em nhá. Lên cho em mã 148. 10, 15 cân, mã 148 ạ. À. 13 Tàn Tranh Út Hiền. Em này 10, 15 cân bé gái tiếp. 10 15 kg bé gái toàn màu đẹp, toàn hàng hiệu luôn. 10 15 cân mã 91 cho em ạ, à. Mã 91. Ai có đơn hàng thì tặng. Em này 25 30 cân bé trai. Bé trai 25 30 cân ạ. À. Lên cho em mã 07. 25 30 cân mã 07 ạ. À. Em này 7 đến 8 kg bé trai này, 7 đến 8 cân ạ. À. Em này 100k mã cho em là mã 59. 100k mã 59. 48 Thủy Nguyễn. 40 45 cân bé trai. 40 45 cân ạ. À. Mã 209. 40 45 cân. 91 Thanh Kim. Mã 209 ạ. À. Đẹp quá. 10 15 cân rồi. Ôi xinh lắm ạ. À. Mới lắm ạ. À. 10 15 cân bé gái. Mã 56. Mã 56 10 15 cân. Mã 56 ạ. À. 59 Vinh Bơ. 8 đến 10 cân. Mũ của Chà Neo luôn. 100 à? 8 đến 10 cân mã 101. 8 đến 10 cân mã 101. Đây,
7 đến 8 cân bé trai. 7 đến 8 cân. 209 Đinh Tùng Dương. 100k. Mã 196 100k. 196 100k. Phila. Phila. Lâm Sào Nguyễn Thanh Hoài. Phila 30 35 cân. À 325 30 cân Phila. 25 30 cân em này 200k. Mã 42 ạ. 200k Phila mã 42. 200 này. 101 30 35 cân bé gái ạ. 101 Tuấn Dũng. 30 35 cân mã 120 ạ. 30 35 cân mã 120. Toàn pha lông vũ hết ạ. Lông vũ lại lông vũ siêu nhẹ cơ. Chứ không phải lông vũ bình thường. Lông vũ siêu nhẹ luôn ấy ạ. Đây. Em này 15 20 cân bé gái. 42 Vinh Trần. 15 20 cân mã 187. 15 20 cân bomber. Cổ bomber mã 187 ạ. 187. Em này 10 15 cân. Bé gái ạ, 10 15 cân ạ. Lên cho em mã 20 ạ. 10 15 cân, mã 20 ạ. Này. Đẳng sơ cấp luôn. Trời ơi, sờ vào chất nó. Thích. Chất thích nhỉ. 120 Long Nguyễn. Hôm trước em mua 5 cái áo len con mới. 20 Nguyễn Hữu Cường. Hôm trước em mua 5 cái áo len cho con mới mà đẹp lắm chị ạ. Đúng rồi. Bởi vì sao? Hàng tuyển. Mình tuyển bằng từng tay một, mình rơ rơ như này cơ mà. Làm sao mà 187 Nguyễn Phương. Em này 35 40 cân bé trai, 35 40 cân ạ. Lên cho em mã 189. 35 40 cân mã 189. Cảm ơn Lê Huyền nhá. Mới đẹp. 25 30 cân bé gái ạ. 25 30 cân Uniqlo mã 186. 25 30 cân mã 186 Uni ạ. 186 ạ. 10 15 cân. 189 Liên Hoàng. Bé gái 10 15 cân ạ. Lên cho em mã 142. 10 15 cân mã 142 ạ. 142 10 15 cân. 35 40 cân. 35 40 kg cho em nhé, size to hiếm nên các bác phải chốt luôn. 35 40 cân lên mã 143. 35 40 cân ạ, mã 143. 143. 189 Nhân Thanh. Một em size ủa con gì đây? Cái gì đây? Ellie. Ôi. Hẳn Ellie luôn chứ, 25 30 cân ạ, Ellie ạ. 40 cân. Mã 130 Ellie ạ, 25 30 cân mã 130. Đấy toàn hàng hiệu ấy, nhận được về các chị sẽ biết. À, nó đẹp từng những cái khóa một luôn. 15 20 43 Đỗ Hồng Khanh. 20 25 cân được. Con này 20 25 cân được luôn. 20 25 cân ạ. À. Lên cho em mã 00. 20 25 cân mã 00 ạ. À. 30 Hoàng Thành. Xinh lắm. Mới lắm mọi người ạ. À. Toàn lông lông vũ không. Các bác riêng Uniqlo thôi đúng không? Vào nó đã kém hơn triệu. 900 đến 1 triệu rưỡi một cái áo lông vũ Uniqlo. Em này 15 20 cân. 15 20 cân ạ. À. Lên cho em mã 88. 15 20 cân. 00 Thanh Nguyên 2. Mã 88 ạ. À. Levi luôn. Cả nhà ơi, Levi này. Trời ơi, chất chưa? 15 20 cân. Levi mặc hai mặt ạ. À. Mặc hai mặt Levi 15 20 cân ạ. À. 200k Levi ạ. À. Lên cho em mã 47 đấy, 200. Và đấy ngủ. Hả? Ừ, vào nghỉ đi. Mã 47 cho em 200. Mày làm gì mày như ăn trộm thế hả anh? Tám tám ra bảo. Lạc lên ra xem nào. Kéo ra bụng, nhìn ra là ngon đấy ngủ. Em này à, 25 30 cân cho em nhá. Mày nhớ chưa? Tao không nói chơi đâu nhá. Em này 20 25 cân đi. 47 Cao Phương Dung. 20 25 cân, mã 29 cho em nhá. Mã 29 20 25 cân. Mã 29 ạ. Nó quá là xinh luôn. 5 cân đến 7 cân. Xinh nhờ. 5 đến 7 kg. 100k. Mã 121. 100k. Mã 121 ạ. 29 Lê Huyền. Levi chốt chưa em? Ừ, Levi chốt rồi. 200 đi chưa? Ừ. Đến thẳng mặt. 25 30 cân cho em ạ. 25 30 cân ạ. Lên cho em mã 50. 25 30 cân. Mã 50 ạ. Vì vai các bác biết rồi, cái áo phông không vào nó đã giã cho triệu mấy, 2 triệu mấy. 30 35 cân.
30-35 cân ạ. À, lên cho em mã 55. À không, con này trên dưới 30 cân thôi cả nhà. 33-33 của Đức này. 30 cân. Lên cho em mã 55. Một ai một tấm trần. Các bác thích những cái này lắm đúng không? Không có khóa là thích lắm. Cổ bomber ạ. À. Em này 10-15 cân ạ. À. 10-15 cân ạ. À. Lên cho em mã 192. 10-15 cân mã 192. Lâm Lao Thùy Ngân. 192 ạ. À. 8-10 cân bé trai. Con này đẹp quá. 8-10 cân ạ. À. Lên cho em mã 117. 8-10 cân. Không sốt. Mã 117. Thi thoảng mới có chị ơi. Săn cho em nhá. Thi thoảng có cái đấy ạ. À. Em này 25-30 cân ạ. À. 25-30 cân ạ. À. Lên cho em mã 98. 25-30 cân mã 98. 192 Lê Huyền. Em này 10-15 cân ạ. À. 10-15 kg cho em nhá. Lên cho em mã 178. 10-15 cân mã 178. 178 ạ. À. Uni nhiều lắm. Nhiều uni kilo lắm mà nhà. 50 Trường Thành. 35-40 cân cho em nhá. 35-40 cân ạ. À. Lên cho em mã 109. 35-40 cân mã 109 ạ. À. 109 ạ. À. Đây, 20-25 cân. Trời ơi, mắc sao đẹp. 20-25 cân mắc đẹp luôn này. 18 Gia Bảo. 20-25 cân ạ. À. Lên cho em mã 198. 20-25 cân mã 198. 20-25 cân tiếp ạ. À. 20-25 cân. 19 Khánh CV. Mã 118 20-25 cân, nhìn cái màu đã muốn chốt rồi. Mã 118 20-25 cân. 20-25 cân Uniquilo tiếp. Bé gái 20-25 cân. Lên cho em mã 135. Mã 135 20-25 cân ạ. À. Mã 135 ạ. À. Con này cái tay của nó hơi bị bẩn, em tặng luôn. 98 Minh Chiến. Tặng luôn 10-15 cân, tặng ạ. À. Lên cho em mã 185. 10-15 cân mã 185. Uniquilo ạ. À. Uniquilo 10-15 cân ạ. À. Uniquilo 10-15 kg. Lên cho em mã 188. 15 Hoàng Tiệp. 10-15 cân mã 188. Uniquilo 185 tặng cho anh Vinh Bơ. 10-15 cân tiếp ạ. À. Con này 15-18 được. 15-18 cân ạ. À. Lên cho em mã 08. 15-18 cân. Mã 08. Ôi giặt thơm thế. Uniquilo. Em này 15-20 cân. Bé trai 15-20 cân ạ. À. Lên cho em mã 145. 15-20 cân ạ. À. Mã 145 ạ. 198 Nguyễn Hằng. 145. 20-25 cân. 08 Liên Hoàng. 20-25 cân. Lên cho em mã 28. 20-25 cân. Mã cho em là mã 28 ạ. À. Mã 28 20-25 cân. Mickey Mouse. Mickey Mouse 188. Kiến Đức Bùi. 10-15 cân. 10-15 cân ạ. À. Lên cho em mã 127. 10-15 cân ạ. À. Mã 127. Bố Lâm Loa Thảo. Đố các bác tìm được ở đâu mà cái live stream mà cái live stream là Thu Nào Lông Vũ siêu nhẹ. Trẻ em như này em có cả một năm mới được ấy. Mới được cái một live stream này đấy ạ. À. Em này 15-20 cân cho em nhá. 15-20 cân bé trai. 28 Tâm Hồng Ngọc. Lên mã 31. 15-20 cân mã 31. Em này trên dưới 20 cân bé gái ạ. À. Trên dưới 20 cân mã 95. Trên dưới 20 cân ạ. À, mã 95 ạ. À. 127 Rosado. Ôi sao bé cái tí này 5 cân đến 7 cân. 5 đến 7 cân thôi ạ. À. 5 cân đến 7 cân ạ. À. Em này 100k mã 197. 5 đến 7 cân ạ. À. 100k. 31 Viper. Mã 197 100k ạ. À. Uniquilo ạ. À. Con này trên cả Uni luôn. Con này Ellie mọi người ạ. À. Hiệu Ellie. Hiệu Ellie 20-25 cân ạ. À. 20-25 cân nhìn xinh nhỉ. Các bác nhở, thật sự người lớn đố có mà mua ấy. 20-25 cân. 197 Loan Thảo. Mã 14. 20-25 cân mã 14. Ôi nó quá là yêu. Chị Loan Thảo lên trên xuyến tòa. 25-30 cân bé trai. Ba la của Đức. 20-25 cân. Chị Lan Trần Hoàng Hà. 25-30 cân bé trai ạ. À. 25-30 cân ạ. À.
lên trên mã 83, 25-30 cân, bé trai, mã 83. Nhìn nó xinh quá nhờ mọi người nhờ. Mười bộ trẻ đứt lời. Xinh ơi là xinh luôn. Thích ơi thích luôn. Không có mà bán đâu ạ. À. Em này 10-15 cân. 10 cân đi, 10 cân, 8 đến 10 cân đi cho thoải mái. 83 ai lưu. 8 đến 10 cân, mã 203, mã 203. Không ế con nào. Không ế con nào mọi người ạ. 45-50 cân cho em nhá. 45-50kg cho em bé trai. 45-50 cân. Lên cho em mã 111. 45-50 cân ạ. Mã 111. Xỉn quá họa tiết. Con này ba la của Đức. Con này 203 Dương Vũ. 7-8kg cho em nhá. 100k. Nhỏ nhỏ xinh xinh em tặng. À không phải bán rẻ. 100k mã 149. Không có đâu chị ơi. 100k mã 149 ạ. 11 Thủy Nguyễn. Em này 7 cân, 7-8kg luôn bé gái. 7-8 cân 100k mã 174 ạ. 100k mã 174. Các bác cứ nhỏ nhỏ là em bán rẻ nhá. Em này 35-40 cân ạ. Bo tay bo gái. 49 Út Hiền. 35-40 cân ạ. Lên cho em mã 104. 35-40 cân mã 104. Nó quá nhiều sự xinh xẻo ở đây. Ôi Tư Loan Thảo. 30-35 cân ạ. À, bé gái ạ. À, 30-35 cân ạ. À, lên cho em mã 99. Nó nhẹ nó chưa đến một lạng ấy cả nhà. 30-35 cân mã 99. Cầm mà nhẹ lắm. Có mấy cái 100 nhỏ nhỏ đấy biết chưa. Cái đấy 100 sao ấy. Chú ý vào. Mày có kiếm cái gì đây. Tao vứt cái giá khác ra đi. Không có mẹ để không ghi. 5 cân đến 7 cân ạ. À, 5 đến 7 cân. 99 Kỳ Bùi. Bác Kỳ Bùi chốt được con đấy đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Em này 100k nhá. Mã 127, 5 đến 7 cân. 100k, mã 127, 100. Em này 40-45 cân ạ. À. Em ơi, chị có áo bữa trước hơi cộc và có con kia ở sau lưng chị. Ok chị gọi điện chăm sóc khách hàng đi chị ơi. Hoặc là cho ai cũng được. Nếu mà gửi lại mình phải chịu phí ship nó còn đắt hơn ấy. Phí ship quay đầu về nó còn đắt hơn cả tiền áo ấy chị ạ. Em này 40-45 cân mã 08. 127 Nguyễn Huyền. Gọi chăm sóc khách hàng bạn ấy gửi địa chỉ và chị gửi chị về. Chị Nguyễn Huyền lên cho em xuyến tòa ạ. Em này 8 cân đến 10 cân ạ. 8 đến 10 cân 100k mã 41. Nữ 52 cân thì chị chốt 45-50 cân. Ít nhá, cái cân thì nó ít ạ. Mã 41 cái cân đấy ấy. Cái cân 50 cân đổ về ấy, là cái bên mà người ta bán sỉ. Không táo Huyền Minh. Người ta bắt mình nhập với giá người lớn thôi. Mua đồ nhà chị hơi bị nhiều. Em mua đồ Kỳ Bùi Ký Bùi. Ừ, sách cũ mà. Con này phao bông này. Con này phao bông này có thể 20-25 cân. 41 Hồng Dương. 20-25 cân nhá. 100k mã 101. 100k mã 101. 20-25 cân 100. 8 đến 10 cân ạ. À. 8 đến 10 cân, 100k mã 95. 8 đến 10 cân ạ, à, 100k mã 95. Monitor Đức Dương. 20-25 cân. 20-25 cân bé trai 20-25 cân ạ. À. 101 Tô Thiều. Mã 42, 20-25 cân mã 42. 15-20 cân ạ, à, bé gái 15-20 kg ạ. À. 15-20 cân, mã 119. 15-20 cân mã 119. 25-30 cân bé gái ạ. 25-30 cân ạ, mã 191. 25-30 cân mã 191. Mới quá. Mới ơi là mới các bác ạ. Mới ơi là mới luôn. 25-30 cân bé trai đẳng sơ cấp. 95 Rosado. 25-30 cân bé trai mã 145. Mã 145 25-30 cân. Xinh yêu Uniqlo. Uniqlo ạ. À, 15-18 cân. 15-18 cân Uniqlo ạ. À, lên mã 28. 15-18 cân mã 28. Em bé này 10-15 cân. Xinh nhờ. Bố đây Ngọc Anh. Cổ của nó xinh ơi xinh. 10-15 cân ạ. À, lên cho em mã 130. 10-15 cân mã 130. Uniqlo.
chỉ dùng hai cái trên xuyến đòi ạ. Uniqlo 10-15 cân ạ. Ok, ký Bùi 10-15 cân, mã 113 191 thuận đoàn 113 25-30 cân 25-30 cân bé trai, mã 188 19 Tuyết Nhung Giang 25-30 cân, mã 188 25-30 cân bé gái ạ. 25-30 cân dáng dài bé gái dáng lỡ lỡ 25-30 cân ạ. 45 Vinh Trần mã 117 25-30 cân mã 117 15-20 cân bé gái ôi 15-20 cân mã 203 nó không có gì để tả luôn ấy mọi người ạ. Mã 203 15-20 cân nó gọi là đỉnh của chóp ấy ạ. 13 Liên Hoàng này, xinh chưa, 40-45 cân bé gái đẹp quá, size này ít lắm. 40-45 cân mã 47 40-45 cân ạ, mã 47 188 2 Liêu 8-10 cân ạ. 8-10 cân 100k mã 135 100k 8-10 cân mã 135 100 này. 17 Phương Anh Lê 20-25 cân bé trai 20-25 cân bé trai mã 29 20-25 cân mã 29 ạ. Mã 29 ạ. 203 Thanh Nguyên 2 20-25 cân bé gái đẹp 20-25 cân bé gái mã 13 mã 13 cho em ạ. 20-25 cân bé gái luôn 20-25 cân mã 197 20-25 cân mã 197 47 Đỗ Thủy 25-30 cân bé trai ạ. 25-30 cân mã 118 25-30 mã 118 25-30 cân tiếp 15 đẹp Thu Trinh Hứa 25-30 cân mã 210 25-30 cân mã 210 ạ. 210 con này HM cho bé 15 con này 10-15 cân HM không 10-15 cân lên cho em mã 25. Ôi em xấu hổ. Mày hỏi con Mai nó cho nghỉ thì mày nghỉ. Mã 25 10-15 cân. 47 Loan Thảo. Mã 25 là mày nghỉ thôi em ơi, như vậy tao nhiều đâu. Ôi con mì. Cho nó xinh hết 20-25 cân cho nó xinh. Mày quản lý ở đây mà nó không hỏi mày à? 18 Linh Dương. 20-25 cân lên cho em mã 186. Em chúc mừng chị nào chốt được con này nhá. Mới 100% luôn, không nói điều đâu ạ. Nói điều mất lọc luôn. 186 100% mới. 210 Anh Cherry. Em này 10 cân 8-10 cân ạ. 8-10 cân 25 Liên Hoàng 196 8-10 cân ạ. Mã 196 100 con này 8-10 cân bé trai ạ. 8-10 cân lên cho em mã 34 8-10 cân mã 34 nó đẹp quá. Mã 34 10-15 cân bé gái tiếp con này táp này táp nó còn thòi lòi ra cả ngoài luôn. 186 Hoàng Yến khiếp khủng. Hoàng Yến áo khiếp khủng luôn mọi người. 10-15 cân không 10 cân nổ về thôi, 10 cân nổ về cho thoải mái. 10 cân ạ, à, lên mã 208, 47 có ai chứ? 34 Tô Trịnh Hứa. Không ế cái nào chị ơi, có ế cái nào đâu, nó mới như này cơ mà. Áo mới đẹp như này mà ế thế nào được. Mã 208. 196 Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Hiền. 25-30 cân bé gái rồi, ôi. Nó mới 99% luôn. 25-30 cân, lên cho em mã 94. 25-30 cân. 13 Duy Trung. Mã 94 ạ. 208 Lê Huyền. 25-30 cân bé gái tiếp. 25-30 cân. Mã 187. 25-30 cân ạ. Mã 187 màu đẹp như này cơ mà. Độ mới thì cao thì làm sao mà ế được em nào. Ế thì có mà các bác không biết nhìn hàng thì ế thôi. Này, 20-25 cân bé gái. 94 Thu Trinh Hứa.
25 cân. Chị hứa lên trên xuyên tòa. 25 cân bé trai, mã 178 ạ. Mã 36 cân có ạ. Dạo này mọi người view lại bị đông đồ, dạo này lại bị đông hơn. Tết năm nào cũng thế, toàn 1.800, 2.000, 2.000 người. 187. Nguyễn Thu Hiền. Tết năm ngoái cũng vậy, toàn 1.800, 2.000 người thôi, và tranh nhau gọi là vỡ đầu luôn. Em này size cho em là size 10-15 cân ạ. 10-15 cân, lên cho em mã 58. 10-15 cân, mã 58, mới lắm mọi người nhá. Độ mới nó cao ấy ạ. Puma, một em Puma. Puma 20-25 cân, Puma cho em nhá. 20-25 cân, Puma 200k, mã 31. 187, Linh My. Chị Linh My lên trên xuyến tòa ạ. 200k, mã 31. 20-25 cân, 200 em ơi. 25-30 cân bé trai ạ. 58 Phương Anh Lê. 25-30 cân, mã 59 ạ. Mã 59, 25-30 cân. Mã 59, cả nhà tang bạn bè vào đây mua cho bọn trẻ con. Người thân mình, ôi, Uniqlo. Trời ơi, sao cái áo nó đẹp như thế này. 15 cân. 30 Nguyễn Thanh Hoài. 15-18 cân đẹp. 15-18 cân ạ, lên cho em mã 07. 15-18 cân, mã 07. Mã 07 ạ. Nike gì đấy. Ôi. 59 Lê Huyền. 30-35 cân bé gái. Ôi. Các chị ơi, các chị cho con này nhìn thấy không ạ? Mới cứ khủng khiếp luôn. 30-35 cân, mã 149. 57 Hữu Chỉnh. Mã 149 ạ. À. 25-30 cân bé gái, đẳng cấp lắm các chị ạ. Các chị nhìn qua livestream nó đẹp nhá. Ngoài nó có đẹp hơn ý. 25-30 cân ạ. À. Lên cho em mã 146. 25-30 cân, mã 146. Bộ 9 Minh Hiếu. Bé trai cho em ạ, 20-25 cân, trên dưới 25 cân đẹp. Trên dưới 25 cân, mã 189. Trên dưới 25 cân ạ, mã 46 Linh My. 189 ạ. 40-45 cân, bé gái, 40-45 cân. 40-45 cân, mã 121. 40-45 cân, mã 121. Em này 30-35 cân ạ, bé trai ạ, 30-35 cân ạ. 198 Thùy Ngân. Mã 192. 30-35 cân, mã 192 ạ. À. 10-15 cân. Nó bị dính. 421 Thảo Phạm. Nó bị dính cái băng dính, em tặng nhá. Em tặng nhá, 10-15 cân, Uniqlo đấy. Tặng. Một tí một xíu là em cũng tặng. Em này mã 184 tặng, mã 184 tặng cho các bạn ấy về mặc đi tạ. Mặc tạ. Em này 7-8 cân, 100k, lên mã 182. 100k, mã 182 ạ, 100 này em. 192 Ngọc Anh. Em này 30-35 cân, bé gái, dáng dài. 30-35 cân ạ, à, những con này hiếm nhá. Dáng dài hiếm lắm. 30-35 cân, mã 120. 184 tặng cho anh Thanh Nguyên Hai. 120 ạ. À. Uni. Trên nhà Uni 8 cân, 7-8 cân ạ. À. 7-8 kg, em này 100k. Lên cho em mã 98. 100k, 8-10, à 7-8 cân, 100k này. 100k, mã 98. 182. Nguyễn Thị Hiền. Em này 10 cân ạ, 10 kg cho em nhá. 10 kg, 8-10 cân, mã 83. 8-10 cân ạ, mã 83. 120 Trần Hà. Em này 15-18 cân đẹp bé gái ạ. 15-18 cân, mã 31. 15-18 cân, mã 31 nó đẹp lắm. Các bác ạ, các bác mà ở đây thì các bác mà ối rồi luôn ấy. 10-15 cân đỉnh, hảo đỉnh luôn. 10-15 cân ạ, à, lên mã 85. 10-15 cân, mã 85 ạ, à, mã 85 ạ. Ối rồi ôi luôn, 5 cân, 5 kg ạ. 15 cân bé trai Nguyễn Thủy có. 5 cân, mã 174, 100k, mã 174 ạ. À. Đây. 10-15 cân bé trai đây.
10 15 cân bé trai mã 44 thủy chốt đây này. 10 15 cân mã 44 cho em nhá. Lông vũ đấy. Lông vũ đấy mọi người nhìn này. Đấy, nó bay tung tóe. Mã 44 10 15 cân. 10 15 cân bé trai tiếp này. 10 15 cân mã 50. Mã 50 ạ, 10 15 cân ạ, độ mới cao. 85 Dương Huế. Em này 30 35 cân ạ, bé trai ạ. 30 35 cân mã 91. 30 35 cân mã 91 ạ. Em này 15 20 cân ạ, bé gái ạ. 15 20 cân mã 110. 15 20 cân ạ, mã 110 ạ. 44 Nguyễn Thủy. 10 15 cân bé trai. 10 15 cân bé trai. Lên cho em mã 204 à 209. 10 15 cân mã 209 ạ. 50 Hồng Nhung. Quan trọng là mới mua là sướng. Thật các bác ạ, 7 đến 8 cân. 7 đến 8 cân 100k mã 20. Đây 100. Mã 20 100 không. Không, bảo là không là không. Mã 20 100k bác bảo không rồi lại còn vạch ra cho người ta nhìn. Lão gì nữa. Thế đã trả lời là không. Chị muốn là anh. Ai? Good baby, cả nhà nhìn thấy hiệu gì không? Gobi này. Gobi này, nó ngang với cả Adidas đấy ạ. Ngang với Adidas luôn đấy, 8 đến 10 cân ạ. Bé gái mới nhỉ. Mới thật. Mã 190 8 đến 10 cân, mã 190 ạ. 10 Ánh Ngọc Dân. Bé trai ạ, 10 cân. 10 đến 12 cân nhá. 10 đến 12 cân đẹp ạ. Lên cho em mã 198. 209 Nguyễn Thị Hiền. 10 đến 12 cân, mã 198. 198 ạ. Em này 30 35 cân ạ. 30 35 cân bé trai, mã 56. 30 35 cân, mã 56 ạ. 40 45 cân ạ. 40 45 cân bé gái. Size này hiếm lắm. Size to này hiếm ạ, 40 45 cân ạ. Lên cho em mã 185. 40 45 cân, mã 185 ạ. Hàng thì đẹp, lông vũ siêu nhẹ Uniqlo này. Mọi tư Nguyễn Huyền. Uniqlo bé trai ạ, 15 20 cân. 20 đấy, ừ 15 20 cân được. 15 20 cân Uniqlo. 190 tuần đoàn. 15 20 cân ạ, lên cho em mã 00. 15 20 cân mã 00. 40 ạ. 185 Linh An. 35 40 cân, lên cho em mã 143. 35 40 cân ạ, mã 143. 143. Xinh quá, 10 15 cân bé gái, xinh ơi xinh luôn. Này, đáng yêu không ạ? 10 15 cân bé gái, mã 88. 98 Văn Cường. Mã 88 ạ. 00 An Phan, anh Phan. Ba năm 40 cân. 35 40 cân bé trai ạ. 35 40 cân ạ. Mã 140. 140. 88 Liên Hoàng. 35 40 cân mã 140 ạ. Em này 7 đến 8 cân này. 7 đến 8 cân em này 100k mã 08. 8 cân nhá. 100k mã 08 này, 100 này. 10 đến 15 cân bé trai. Thủy ơi, quất luôn em. Nhìn này. Xinh lắm. 10 đến 15 43 cân. Thanh Nguyễn. Mã 109. 40 Liên Hoàng. 10 đến 15 cân, mã 109. Ôi. Ba la của Đức thảo nào nó ngon, 30 35 cân. Hiệu của Đức ạ, 30 35 cân. Ôi, ngon lắm. Con này nó ngon lắm luôn mọi người ơi. 08 Nguyễn Huyền. Lên cho em mã 14, 30 35 cân mã 14. Mã 14 ạ. Em này 8 đến 10 cân ạ. 8 đến 10 cân. 100k mã 112. 19 Hoàng Tiệp. 100k mã 112. 100 này. Xinh không bé trai. 7. 5 đến 7 cân. 5 đến 7 cân. 14 Ai Lưu. 100k mã 193. 100k. 100 này. 193 100k. Em này 7 đến 8 cân bé gái. Uniqlo ạ. 7 đến 8 cân, 100k lên mã 35. 100k mã 35, 100 này.
20 ạ, 20 25 cân ạ. 20 25 cân, mã 51. 20 25, mã 51. Em buồn cười thằng cu nhà em ấy, cái năm nó học lớp 1 ấy mọi người. Cái áo lông vũ của nó không nói điêu nha, nó điêu không là người luôn. Bà nào lông vũ của nó. Cái áo lông vũ của nó này, nó bị bục cái này, nó lòi hết cả một ngăn bông như này. Nhưng nó nhất định nó không mặc áo khác. Nó chỉ mặc áo lông vũ. Nè, con này đẹp chưa? 20 25 cân. 20 25 cân ạ, mã 132. 20 25 cân, mã 132. Là một loại thảo. 132 ạ. Dáng dài cho em ạ. Dáng dài 20 25 cân bé gái. Dáng dài hiếm nhá. 20 25 cân ạ. Lên cho em mã 30. 20 25 cân dáng dài. Mã 30 ạ. 12 Nguyễn Minh. 30 35 cân. Bé gái 30 35 cân này trần trám hết này mọi người nhìn thấy không ạ? Trần trám cả lót luôn. 30 35 cân trần trám như vậy ạ. 30 35 cân mã 92 ạ. Mã 92 30 35 cân. Mã 92 ạ. Em này 7 đến 8 cân nhá bé gái ạ. 7 đến 8 cân 100k. Mã cho em là mã 193 Bình Trần. 100k mã 138 100k. Mã 138 ạ. 30 Nguyễn Duy Tùng. Em đi, đừng yêu em nữa. Nếu anh không, con này giống IU gì nhỉ? 361. 10 15 cân. 10 15 cân ạ. À, đẹp lắm ạ. À. Lên trên mã 84 thật sự. À. 10 15 cân mã 84 giống y con Lightning của em. Mã 84 ạ. À. Em này 8 cân đến 10 cân bé trai. 8 đến 10 cân bé trai ạ. 92 Lưu Văn. 100k mã 68. 100k mã 68 này 100 này. Em này 8 cân đến 10 cân. 8 đến 10 cân bé trai. 100k lên cho em mã 108 100k. Mã 108 100 này. 48 Trần Minh. 84 Dương Huế. Nhìn cái áo đó một chốt nhờ mọi người nhờ. Thật sự 10-15 cân bé gái. 10-15 cân lên cho em mã 66. 10-15 cân mã 66. 68 Hiếu Trinh. Em này 10-15 cân bé trai ạ. 10-15 cân lên mã 23. 10-15 cân mã 23 cho em ạ. Em này 15-20 cân ạ. 15-20 cân bé trai mã 40. 15-20 cân mã 40 ạ. 108 Thanh Thảo. Mã 40 ạ. Uniqlo ạ. Uniqlo 15-20 cân. Uniqlo 15-20 cân lên mã 47. Mã 47 15-20 cân ạ. Mã 47. 30-35 cân bé trai. 30-35 cân lên cho em mã 172. 40 Nguyễn Thị Yến. Mã 172 ạ. Ngon thế. Ngon thế nhưng mà bé quá. 5 đến 7 cân. 47 Ngô Huyền. 5 đến 7 cân bé tí. Xíu tặng. Lên mã 38 tặng. Tặng nhá, 5 đến 7 cân này. Tặng này. Mã 38 em tặng. 10-15 cân bé gái Uniqlo. 10-15 cân bé gái Uni ạ. Lên cho em mã 86 10-15 cân. Mã 82 anh Cherry. Mã 86 Uni. Tạc tiếp. Tạc hiệu. Em này 10 cân. 10kg đẹp lắm. Đẹp lắm lắm luôn. 10kg mới 100% luôn. Mã 199. 10-15 cân mã 199. 38 tạc cho anh Tinh Tùng Dương. Mười lăm hai mươi cân ạ. À. Bé gái 15-20 cân dáng váy đẹp lắm lông vũ đây ạ. 15-20 cân mã 111 111. 66 Duy Đức. 199 Minh Hiếu. 20-25 cân ạ. À. Không con này 25-30 được. 25-30 cân. 25-30 cân ạ. À. Lên cho em mã 142. 25-30 cân mã 142 ạ. 86 Nguyễn Như Quỳnh. 15-20 cân bé trai ạ. 15-20 cân ạ. Lên mã 195. 15-20 cân mã 195 ạ. Trời ơi.
con gì đây? Trời ơi. Này, Winnie Kid này. Mọi người ơi, nó ngang con polo ấy. Ngang con polo 20-25 cân à. Chúc mừng ai chốt được con này nhá, hiệu đấy. 20-25 cân. Mô 1 Thanh Nguyễn. Lên mã 00. Có cái Nguyễn 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 lâu lắm không thấy ấy. 20-25 cân mã 00. Bạn nào chốt vừa, chốt được không? Em này 10 cân ạ. 10kg 8 đến 10 cân bé trai. 8 đến 10 cân ạ. Lên cho em mã 70. 8 đến 10 cân mã 70. 195 chú tìm ơn. Quá ngon. 35-40. 35-40 cân size hiếm nhá. 35-40 cân size hiếm lắm. 10 Hải mã 53. 35-40 cân mã 53. Size nhìn nhí thì nhiều. 8 đến 10 cân bé gái. 8 đến 10 cân, em này 100k mã 02 ạ. 100k mã 02 ạ. Em này 35-40 cân ạ. 35-40 cân. Trời ơi, size hiếm lắm. 70 Bình Long. Không không, trai hay gái, chị trai. 53 Tân Nguyễn. Em này mã 154, 35-40 cân, mã 154. Trai gái mặc được hết em ơi. Em này size 10 cân ạ, 8 đến 10 cân bé gái. 8 đến 10 cân 100k mã 202. 100k mã 202. Có đến 100 không? 100. 10-15 cân bé trai, thử chốt con này em. 154 Lâm Hoàng. 10-15 cân màu này đẹp. Lên cho em mã 205. 10-15 cân mã 205. Trời ơi, sao lại quá nhiều sự xinh sẵn ở đây. 8 đến 7 đến 8 cân nhá. 7 đến 8 cân. Không ai Trần Minh. Các bác phải chốt con này. Mã 144. 7 đến 8 cân mã 144 100.000, vừa bán vừa tặng. 100k em ấy ạ. 205 Nguyễn Thị Yến. 15 20 cân ạ, bé trai ạ. 15 20 cân mã 131. 15 20 cân ạ, mã 131. 131. 45 50 cân ạ. 45 50 cân con này nữ rồi. 45 50 cân 200k mã 03. 200k 45 50 cân mã 03. 44 Tuấn Dũng. 200. 100 à? Ừ, 100. Em này 5 đến 8 cân. Xình quá, 100 nhưng mà em bán 100 thôi, nó nhỏ nhỏ ấy. 5 đến 8 cân 100k mã 37 chứ không phải nó có vấn đề gì mà bán 100 nhá. Nó nhỏ quá. Bán 100 cho các bé mà. Mã 37 100. 03 Linh An. Con này ba la của Đức này. 15-20 cân ba la của Đức. Được mỗi con toàn xỉ chị ạ. Thấy à? Chốt đi. 15-20 cân. Lên cho em mã 06. 15-20 cân mã 06. 200. Mã 06 ừ. Em này 10-15 cân bé gái ạ. 10-15 cân bé gái. Lên cho em mã 128. 10-15 cân mã 128. Mua một Thanh Huyền. Này đóng khóa con này vào em ơi. 06 Dư Nguyễn. Xinh lắm, 10-15 cân quý vị. À, xinh kinh khủng. 10-15 cân pin yếu. Chốt hoài không được vậy shop. Hà Nam, cố lên chị. 10-15 cân mã 60. Đẳng cấp, con này đẳng cấp. Em này 15-18 cân được. 15-18 cân được ạ. À. Lên mã 55. 15-18 cân mã 55 ạ. À. Uniquilo ạ. À. Uniquilo 15-20 cân. 15-20 cân Uniquilo ạ. À. Lên cho em mã 11. 15-20 cân mã 11. Ủa chưa uống nước nào. 60 Nguyễn Thủy. Hôm nay mình phải uống nước. Chà. Có cây là vối ở đâu đúng không? Tối mình lại trộm cho chị ít cây là vối. 30-25 cân ạ. À. 20-25 cân ạ, à. Lên cho em mã 46. 20-25 cân mã 46 ạ. À. Mã 46.
20-25 cân bé gái ạ. 20-25 cân lên mã 144 đẹp lắm. 20-25 cân mã 144. Em này 40-45 cân bé trai đẹp này, à size hiếm này. Mua của shop rồi áo đẹp lắm. Chờ bữa giờ, em cảm ơn chị. Em này 40-45 cân lên mã 148 size hiếm. 55 Thanh Vũ. 148 ạ. Trời ơi, con này đẹp quá. 8 đến 10 cân bé trai. 8 đến 10 cân bé trai. Lên cho em mã 201. 8 đến 10 cân, mã 201 này. Đẹp, con này đẹp. Giá bình thường. Ủa, Tuyết Nhung. Em này 15-20 cân bé trai. 15-20 cân ạ. Lên cho em mã 175. 15-20 cân, mã 175. Ồ, lúc đầu em có một con di lê đấy chị Thủy. Chị không chốt được à? Đây, 40-45 cân. 40-45 cân ạ. Con này bé gái mặc đẹp. 40-45 cân bé gái ạ. Lên cho em mã 09. 40-45, mã 09. 48 ấy. Mã 09 ạ. Em này 5 cân đến 7 cân này. Mới lắm, 100% luôn. 5 đến 7 cân ạ. Em này 100k mã 204. 100k mã 204 này, 100 này. 46 Thanh Vân. 20-25 cân rồi. Ôi các chị ơi. Này các chị ơi, đẹp thế. 0935. 25-30 được đấy. Em xem nữa. Ừ. 25-30 chuẩn, 25-30 được. 25-30 cân. Lên cho em mã 27. 25-30 cân mã 27 ạ. Mã 27. Cân bé trai. Con này hiếm này. Con này hiếm. Hiếm bởi vì sao? Họa tiết khủng long ấy ạ. Họa tiết khủng long ấy. Em này mã 202 nhá. 24 Nguyễn Huyền. 25-30 cân, mã 202. Mười lăm hai mươi cân ạ. 15-20 cân bé gái. 15-20 cân lên mã 204. 15-20 cân 27 Thịnh Hùng. Mã 204. 30-35 cân ạ. 30-35 cân mã 140. 30-35 cân ạ. Mã 140 ạ. 140-30-35 cân ạ. Em này 25-30 cân cho em ạ. 25-30 cân lên mã 144. 25-30 cân ạ. Mã 144. 25-30 cân 144. Em này 8 cân đến 10 cân ạ. 8 đến 10 cân Uniqlo 100k mã 55. 8 đến 10 cân 100k mã 55. Này 100 này. 202 Ngô Huyền. Em này 10 cân đến 15 cân ạ. 10 đến 12 cân đi cho thoải mái. 10 đến 12 cân mã 09. 10-12 cân mã 09 ạ. Trời ơi. 30-35 cân. 40 Tân Nguyễn. Bé trai. 30-35 cân bé trai mã 23. 30-35 mã 23. 10-15 cân ạ. 10-15 kg. 10-15 cân mã 60. 10-15 cân mã 60 ạ. Mã 60 ạ. 10-15 cân bé gái ạ. 10-15 kg bé gái ạ. 44 Chân Vi. Mã 38. 10-15 cân mã 38 ạ. 20-25 cân bé trai. 20-25 cân ạ. 09 Mít Bỏng Anh. Mã 37. 20-25 cân mã 37. Mọi người nhìn độ mới. Mới nguyên. Mới lắm. Dáng dài ạ. Chị Mít Bỏng Anh lên trên chuyến đoạn. Dáng dài bé gái 15-20 cân ạ. Bé gái dáng dài lông vũ nhá. 23 Kỳ Mì Đời. 15-20 cân mã 131. 15-20 cân ạ. Mã 131. 10-15 cân bé gái. 10-15 cân. 10-15 cân mã 02. 10-15 cân mã 02 ạ. Mã 02. Em này 15-20 cân. 37 Linh Dương. 15-20 cân mã 85. 15-20 cân mã 85 ạ. Mã 85. 10-15 cân. 10-15 cân ạ. Màu đẹp quá. Mã 47.
10 15 cân mã 47 à? Mã 47 10 15 cân. Bro một tập chân. Con này nó bị bẩn chỗ này này mọi người này, em tặng nhá. Con này 5 đến 7 cân, các bác về tặng những cái bạn nào mà khó khăn ý, mình tặng này. 5 đến 7 cân ạ, à, tặng mã 142 em tặng này, 142 tặng. Tặng 142. Em này 25 30 cân. À, 25 30 cân cho em ạ. À. 25 30 cân. Lên cho em mã 132. 47 Thu Trần Minh. Mã 132 ạ. À. Em này 20-25 cân bé gái ạ. 20-25 cân. Cho 20-25 cân mã 11. Mã 11 là cho anh Cherry đi ạ. 15-20 cân luôn bé trai. 15-20 cân con này đẹp quá. Uni Quilo đỉnh luôn. Lên mã 46 15-20 cân. Mã 46 Uni đẹp. Uni nhiều lắm con này good. Good này, good baby này, GB ý. Con này 10 cân. 10 cân được, 10 12 cân được nhá. Con này xịn đấy. 10 12 cân mã 148 đẹp chưa bé trai? 148 bé trai. Không ai thanh tâm. 11 Đỗ Trọng Toàn. Con này nó dính cái gì này? Tặng 15 20 cân em tặng mã 195 tặng nhá. 195 em tặng. Đây, tặng này em ơi. 46 Nguyễn Thị Yến. 8 đến 10 cân ạ. À. Bé trai 8 đến 10 cân. 100k mã 172 ạ. À. 48 Nguyễn Thị Yến. 100k mã 172. Đây 100 này. Em này 15 cân, 18 cân được. 15 18 cân ạ, à. Lên mã 68. 15 18 cân, mã 68. Tặng cho anh Hà Lam ạ. À. Ở đâu phần này 195. 195 tặng đây. Tặng à. Ừ. Rồi. 10 15 cân. 10 15 cân bé gái, chúc mừng chị nào chốt được con này. Lên cho em mã 86 10 15 cân ạ. À. Mã 86 ạ. À. Mười 15 cân bé gái. 10 15 kg ạ, à. Lên mã 66. 10 15 cân 100. Mã 66. 12 Chu Thị Mật. Mã 66 ạ. À. Đứng lên đấy đi em ơi. Con hết nhà đi. Tặng 6 Lê Toán. Anh Lê Toán lên trên sửa toàn. Những con mà có tác ở ngoài nó xịn lắm mọi người ạ. Tác ở ngoài luôn ý. Là nó hàng hiệu châu Âu ý ạ. Em này 15-20 cân bé gái. 15-20 cân ạ. Lên mã 109. Mã 109 ạ. Con này em tặng luôn. Con này nó ố ở chỗ này. Tặng nhá. Tặng 10-15 cân. Tặng nhá, 10-15 cân ạ. À. Lên cho em mã 175. Tặng mã 175 em sẽ tặng nhiều đó. Mọi người ạ. À. 66 Nguyễn Anh. Em sẽ tặng nhiều đấy. ba mươi lăm bốn mươi cân bé trai nhá. 35-40 cân ạ. À. Mã 128. 35-40 cân mã 128 ạ. 128 ạ. À, size to ít đấy cả nhà. Size to ít nhá, có thể 40-45 cân. 40-45 cân ạ. À. Lên cho em mã 111. 40-45 cân. Mã 111. Quá. 8 đến 10 cân, con này quá xinh. 8 đến 10 cân, 100k, lên cho em mã 03. 8 đến 10 cân, 100k, mã 03.
100k. Mã 03 100k. Một đi chỉ Thanh Vân. 8 đến 10 cân luôn. 8 đến 10 cân ạ. Đã cho anh Thanh Kim mã 175 ạ. 100k mã 44. 8 đến 10 cân 100k mã 44. Size to to là hiếm đấy. Ở nhà 10 15 cân bé gái ạ. 10 15 kg. 11 Thanh này. 10 15 cân. Lên cho em mã 30. 10 15 cân mã 30 ạ. Mã 30 thì cái gì thằng Nguyễn Lan tặng á? Không. Em này 8 đến 10 cân ạ. 8 đến 10 cân xinh quá. 100k mã 182. 8 đến 10 cân 100k mã 182. 03 Mạnh Tiến. 100k. Nhỏ nhỏ nhí nhí bán 100.000. Em này 10 15 cân bé trai. Thủy ơi, what này? 10 15 cân mã 40. Mã 40 10 15 cân. Mã 40. 182 Mạnh Tiến. Nguyễn ơi, săn cho chị nha em yêu ơi. À. Em này 10 15 cân bé gái ạ. 10 15 cân mã 198. 10 15 cân mã 198 ạ. 198. Em này 15 20 cân. 15 20 cân bé gái 15 20 cân. 30 Tâm Trần. Lên mã 00. 10 15 cân mã 00 ạ. 25 30 cân. 25 30 cân. 44 Mai Hương. 25 30 cân ạ, mã 06. 25 30 cân mã 06 ạ. Mã 06. Chưa đây đây này, đầy bụng. 20 25 cân ạ. 20 25 cân ạ, lên cho em mã 121. 20 25 cân, mã cho em là mã 121. Này cái gì thì nhất là mồm. 40 Thanh Vân. Cái gì cho mồm. Giống đợt trước không? Không từ một cái gì luôn. Em này size 10 15 cân, bé trai. 10 15 cân ạ, mã 112. 10 15 cân, mã 112, màu đẹp quá. 198 Nguyễn Khánh Ly. Có ai hồng vậy à, có cúc này không? 10 15 cân bé gái. 10 15 kg ạ, à. Lên cho em mã 35. 10 15 cân, mã 35 ạ. À. 06 Cảnh Tần Nguyễn. Có cúc ấy, có cúc nhiều chị thích lắm, con này 20 25 cân. 20 25 cân ạ, à. Lên cho em mã 92. 20 25 cân, mã 92. Một áo con này của Convert. 00 Thanh Tâm. Hiệu Convert cho em nhá, 25 30 cân của Convert ạ. À. 25 30 cân của Convert, mã 50. Mã 50 cho em nhá. Con này đẹp quá con. 35 Minh Lê. 15 20 cân con lót lông vũ này. Ôi, ngoài trần tráng con này bé trai. 15 20 cân bé trai quá đỉnh, mã 51. Mã 51 đỉnh của chóp. Mã 51 ạ. 10 15 cân bé gái. 10 15 cân bé gái. 92 Duy Tùng. Mã 88. 10 15 cân, mã 88. 25 30 cân, 30 35 cân chứ. Em này 30 35 cân, mã 201. 30 35 cân ạ, à, mã 201. 50 Hương Khai. 201 ạ. À. 10 15 cân, 10 15 cân bé gái, đỉnh nhá, siêu siêu phẩm đấy ạ. À. 10 15 cân ạ, à, mã 58. Ở nhà nhìn thấy cái phao của nó không? Lông vũ của nó không? Siêu phẩm đấy ạ, à. Mã 58. 51 Minh Hiếu. Mã 58 ạ. À. 8 đến 10 cân bé gái ạ. À. 8 đến 10 cân 100k mã 70. 100k mã 70 ạ. À. À, 100 này. Ôi nó xinh này. 201 Quân Bùi. 5 cân. 5 cân đến 7 cân thôi, 100k mã 144. 5 cân nhá, 100k mã 144. 100 này. Dáng dài 20 25 cân bé gái dáng dài ạ. À. Bé gái dáng dài, dáng dài đắt lắm nhá các chị ơi. 20 25 cân mã 118 ạ. À. Mã 118 20 25. 88 Hà Nam. Một một tám. 25 28 Huyền Anh.
25-30 cân bé trai, mã 84. 25-30 cân, mã 84 ạ. Mã 84. Chị Huyền Anh đây cho em số điện thoại. Em này 8 cân đến 10 cân ạ. Shop ơi không thấy bình luận à, chị Nông Nga em có thấy chị. 8 đến 10 cân ạ. Em này 100k mã 205, 8 đến 10 cân. 100k mã 205, này 100 này. 205 100k. 44 Huyền My. 15-20 cân ạ. 15-20 kg, lông vũ hết. Hao lông vũ hết ạ. 15-20 cân, mã 31 ạ. Mã 31 15-20 cân. Trời ơi, sao con lại xinh thế à, xinh. 7 đến 8 cân. 7 đến 8 kg ạ, mới 100% luôn. Em này 100k, mã 98. 100k mã 98 này, 100 này. Mã 98 là 100k. 31 lông à. Em này 15-20 cân. 15-20 cân cho em nhá. Váy đấy, 15-20 cân, lông vũ mới 100% luôn. 15-20 cân ạ, à, mã 209 ạ. À. Mã 209 15-20 cân. 209 ạ. À. Em này 10-15 cân, bé gái. 205 Hà Lam. 10-15 cân ạ, à, lên mã 146. 10-15 cân, mã 146 ạ. À. 146 10-15 cân ạ. À. Uniqlo. Uniqlo 30 35 35 40 cân, Uniqlo ạ. 35 40 cân. 35 40 cân, mã 14. 35 40 cân Uniqlo mã 14. Uniqlo ạ. 46 à Vũ. Uniqlo 15 20 cân ạ. Uniqlo 15 20 cân, mã 193. 15-20 cân, mã 193 ạ. 193. Em này 20-25 cân, bé gái ạ. 20-25 cân, mã 08. 20-25 cân, mã 08 ạ. 08. Em này 8 cân, 198 Long Trần. 8 đến 10 cân, em này 100k, lên mã 190. 100k, mã 190 ạ. 100 này. Em này 30-35 cân bé trai ạ. À. 30-35 cân ạ. À. Mã 138. Size hiếm đấy. Mã 138. 30-35 cân. 138 ạ. À. Cái này nó có vết vết gì đấy em tặng nhá. Nó kiểu như gạch bút bi. 08 Trường Lê. Cái này em tặng 10-15 cân. Tặng ạ. À. Lên mã 59 tặng. Tặng mã 59 ạ. À. 193 Long Nga. À. 25-30 cân bé trai ạ. À. 25-30 cân cho em nhá, lên mã 20. 25-30 cân, mã 20 ạ. À. Em này à, 7 đến 8 cân bé trai. 7 đến 8 cân 100k. 100k mã 199 ạ. À. 100k mã 199. 100 này. 100 này anh thấy chưa? Em này 25-30 cân ạ, à, bé gái ạ. 59 Minh Hiếu. 25-30 cân, mã 185. 25-30 cân ạ, à, mã 185 ạ. À. 185 25-30 cân. Con này ngon thế, con này trần trám các bác ơi, 10-15 cân. Trời ơi. À, 10-15 cân ạ, à, bé gái trần trám 10-15 cân. Lên cho em mã 00. 10-15 cân mã 00, còn đẹp. Em này 30-35 cân ạ. À. 30-35 cân cho em nhá. 30-35 cân. 20 người ta. 30-35 cân, mã 83 cho em ạ. À. Mã 83 30-35 cân. Mày theo mày mày dẫm được vào đây à? Mai ơi xíu. Mai. 25-30 cân luôn, bé trai. 25-30 cân, mã 178. 25-30 cân ạ, à, mã 178 ạ. 185 Bảo Vũ. Em này 30-35 cân bé gái. Ôi, mới thế. 30-35 cân siêu mới. Mã 31. 30-35 cân. Mã 31 ạ. À. Mã 31. 10-15 cân bé gái ạ. À. 10-15 kg bé gái. Lên cho em mã 108. 10-15 cân, mã 108 ạ. À. 108. Tặng nhá, con này tặng nhá, nó bị ố này mọi người nhìn không, không thầy Trung. Nó bị ố đấy, em tặng này. 31 Hoàng Tiệp. 15-20 cân, tặng nhưng mà xinh nhỉ.
lên mã 119 em tặng này. 119 tặng này, tặng này em ơi. Tặng nào thế? Chị ạ, tặng 100 cái, đủ 100 cái thôi. Em này 5 cân này, 5kg đến 7 cân ạ. 5 đến 7 cân em này 100k. Lên cho em mã 192 ạ. 100k, mã 192, 100 này. Ấy ra đánh dấu riêng nha nhé. Ôi tạ Nguyễn Duy. Đến lúc là nhầm là mặt chất to luôn đấy. 30-35 cân bé trai. Ngồi chỉ tặng chỉ lông à. 30-35 cân bé trai, mã 143. Bé trai mã 143, 30-35 cân. 143 ạ. 25-30 cân ạ, à, bé gái ạ. 25-30 cân phao lông vũ mặt chống nước nhá, cả nhà nhá, chống ướt ạ, à, chống thấm nước. Chống thấm nước cho em nhá, mã 53. 25-30 cân mã 53. Có phải trả lại không? Mã 53. Có đi tàu về tay. Mãi không nguội. Em này 20-25 cân. Có 3 triệu thôi. 20-25 cân, mã 29 ạ. 20-25 cân, mã 29 ạ. Mã 29 ạ. 29 Minh Trần. Em này 10 cân, 8 đến 10 kg. Bé gái 8 đến 10 cân, 100k. Lên cho em mã 184. 43 Thanh Nguyễn. 100k mã 184. Đây 100 này. Mắc đẹp, mắc xinh. Kéo khóa lên này. Mấy cái tao đưa cho mày kéo khóa không? Mày vứt đầu hết rồi. Đây đi. Không vứt sang đây. Em này 5 cân đến 7 cân. Bé trai. Họa tiết gì nhở? Khủng long. 5 đến 7 cân à? 100k. Lên mã 130 ạ. 100k mã 130. Bé tí. 25-30 cân. 25-30 cân bé trai. 25-30 cân ạ. À. Lên mã 94 ạ. À. 25-30 cân mã 94 ạ. 8 cân, 7 đến 8 kg bé trai, 7 đến 8 cân, 100k mã 91. 100k mã 91. Chị ơi chốt chuẩn cho em đi. Đừng có xả như thế. Xả thế em xả hết ạ. Em này 25-30 cân ạ. Bé gái đẹp. 25-30 cân. Lên cho em mã 113. 184 Trường Lê. 25-30 cân mã 113. Xả em xả hết đấy chị ơi. Xả là em xả hết đấy. Người ta chốt mãi không được cơ mà. Em này 15 cân, 18 cân đẹp. Bé gái lông vũ trần tráng. Chị Tư Huyền Trang. 15-18 cân ạ, à, mã 07 ạ. À. 15-18 cân mã 07. Mã 07 ạ. À. Em này 20-25 cân bé trai. 20-25 kg bé trai, 20-25 cân ạ. À. Lên cho em mã 34. 20-25 cân. Mã 34. À xả chị mã tăng. Ôi thế mà chị chốt làm gì? Rồi ơi. Giờ chả biết nó ở đâu cơ. Lên mã 34 chị không vừa mà chị chốt làm cái gì? Chị Mô Nguyễn Tuyền, 34 Dư Nguyễn. Giờ có biết nó là ở đâu đâu, mày xem mà cái vàng vàng kia xem là phải không? Vàng, màu vàng. Xem cái màu vàng trước mặt đây phải không? Của nó là của đấy là màu vàng đấy. Thanh kim. À kia kìa. Khổ quá chị ơi, chị không vừa, chị chốt làm cái gì không biết. Mà tặng mà em này phải khổ sở này á. Tặng lại đi. Không vừa thì không chốt luôn từ đầu cho em nhá, cho em đỡ mất việc. Ôi chị tặng cho chị Ngô Huyền. Em này sao cho em 25-30 cân. 25-30 cân ạ. À. 25-30 cân mã 110 màu đẹp nhỉ. Mới lắm luôn các chị ạ. À. Mã 110. Độ mới nó cao lắm. Em này 7 đến 8 cân này, bé gái ạ, à, 7 8 cân. Em này 100k. Lên cho em mã 56 ạ. À. 100k mã 56. Ai bảo thế? Vớ vẩn. Mỗi bao Nguyễn Thanh. Em này sai cho em là sai, con này thôm đấy. Con này hiệu thơm đấy ạ. À. Hiệu thơm đấy. Trời ơi. Hiệu thơm đấy. Trời ơi. Con này 200 nhá. 200k. Con này 30 cân được. 25-30 cân đi cho thoải mái. 25-30 cân. 200k của thơm ạ. À. Lên cho em mã 174. 200 nhá. Mã 174 ạ. À.
em xem bé gái 40 cân chị yêu. Bé gái 40 cân ít đấy em ạ. Ít đấy. Dáng dài 20-25 cân bé gái ạ. Bé gái dáng dài 20-25 cân. Ông bảy hàng nguyên. Mã 187. 20-25 cân ạ. Mã 187 ạ. 174 Nguyễn Đình Hùng. Đọc to lên. Đọc thế ai nghe thấy được. Hết hơi à. Em này 5 cân đến 7 cân ạ. 5 cân đến 7 cân em này 100k. Lên cho em mã 13. 100k mã 13. Không để được. Phải chốt em nhá. Con này 200. Con này 100. Mã 13 100 này. Con này nó bị lỗi này em tặng này. Bảo nó bỏ cái mic đi cái Son ơi. Bảo thằng cái thằng Mạnh bỏ cái mic đi cái. Không ưu tiên được cả nhà nhá. Em này lỗi em tặng này. Em tặng 10-15 cân bé trai em tặng nhá. Lên cho em mã 186 tặng. Mã 186 tặng. 187 Trần Thảo. 186 tặng. Để cho em thì mọi người giết chị con này Uniqlo. Size cho em là size 45-50 cân luôn. Em sau Nguyễn Đình Hùng Hùng nhá. 45-50 cân. 186 Dương Vũ. Tặng đấy. Ai có đơn mới tặng. Ai có đơn mới tặng nhá. Dương Vũ có đơn không? Có. Ai bảo chị thế mà chị có? Chị dựa vào đâu mà chị bảo chị có? Dương Vũ làm gì có đơn không? Em này là 45-50 cân nhá. Mã 120. 45-50 cân mã 120 ạ. 120. Dương Vũ có đơn không em ơi? Có áo không? Không áo chị chuyển cho người khác đấy. Có đấy mà lấy. Có đúng không? Có nhá. Không có là tí nữa hủy quà đấy. Em này 25-30 cân ạ. Còn áo màu hồng không? Em còn chị ơi. 25-30 cân mã 41. Đây. Còn đây. 25-30 cân mã 41. Không Mai Hòa. Này, con này đẹp lắm. Mã 41 cho em ạ. 120 Đan Vy. Đồng giá. 10-15 cân bé gái ạ. 10-15 cân bé gái. Lên mã 149. 10-15 cân mã 149 ạ. 149 ạ. Em này 5 cân này, 5 cân đến 7 cân vừa. Cho chị số điện thoại nhá. Em được mấy cái Lê Dũng chị chịu. 5 đến 7 cân ạ. À. Em này 100k mã 203 mới 100%. 100k mã 203. 56 Trần Thị Thảo. Di Lê này. Có áo người lớn, áo người lớn hôm nay không lên chị ơi, em có nhưng mà lên vào livestream khác. Khó chốt à đây chị ơi, chốt đi. Em này 30 35 cân. 41 Minh ơi. 30-35 cân. Lên cho em mã 135 di lê nhá. Mã 135, 30-35 cân. Mã 135. 203 Hà Vũ. Em này 7-8 cân. 100k bé mới. 100k mã 2101 con đấy 100. 210 100k mã 210 100. Em này 25-30 cân bé gái ạ. À. Chị bảo nhân viên kiểm tra cho em đơn Adidas đã chi chưa. Em gọi luôn nhân viên cho chị đi nhá. Gọi luôn điện thoại cho nó đi. 25-30 cân mã 188 bé gái. Mã 188. Em này 15-20 cân bé gái. 15-20 cân mã 117. Độ mới cao. Rồi nhá, tất cả hàng Long Vũ siêu nhẹ hết. Mã 117 15-20 cân. 117 ạ. À. Em này 8 đến 10 cân bé trai. 8 đến 10 cân. Ok em. Tí có lên giày không? Tí không lên giày. Em này mã 208. 8 đến 10 cân. Mã 208 100k. Mã 208 100k. Em này 10 trên 10-12 cân. 117 cân nguyên. Trên dưới 10 cân ạ. À. Lên cho em mã 154. 10-12 cân. Mã 154. Mười lăm hai mươi cân bé gái, 15-20 cân mới lắm mọi người ơi, mới lắm. 15-20 cân mã 28. 118 mã 28. 15-20 cân mã 28. Em này 10-15 cân bé gái ạ. 10-15 kg ạ. 210 Thắng Nguyên. 10-15 cân tối nay lai giày em ơi. 10-15 cân mã 189. Mã 189 10-15 cân.
Ok em. Này, con này nó cũng bị viết viết đây này. Em tặng nhá. Ừ rồi. Con này to đấy. À. Cái này cái sơn của nó bị bạc bạc đấy, em tặng này. Em này size cho em là size 30 35 cân tặng nhá. 30 35 cân tặng. Mã 95 em tặng ạ. À. Mã 95 tặng. Ai có đơn thì tặng nhá, cả nhà nhá. Mày đi mày để bật cả mic lên nữa. Đâu? Mic của đứa nào? À mic để đây. Em này size cho em là size 15 20 cân bé gái rồi, màu 15 20 cân, cái màu đẹp vô cùng đẹp. Lên mã 25, 15 20 cân mã 25. Mã 25. Mày cái gì vậy? Ôi, sao lại màu 20 25 cân? Màu đẹp thế, 20 25 cân. Tặng Nguyễn Hiệu Cường rồi. Tặng Cường. Tặng Cường rồi. 20 25 cân, mã 191 20 25 cân. Mà bạn ấy lại có đơn. Đây, tặng nốt con này đây. Đấy. Dáng dài đây nhưng mà nó lỗi nhẹ. Với cả hoặc là có bị bẩn gì đấy thì em tặng nhá. Em tặng con này cho mọi người là bao nhiêu? 20 25 cân đi, dáng dài. Tặng 20 25 cân. Mã 487 Quế Thanh. Mã 47 em tặng này. Tặng mã 47 tặng. Có con to này. Siêu 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 đẹp, to 50. Ai là Nguyễn Dương? 50 55 cân. Lên mã 197. 50 55 cân ạ, à? Mã 197. 47 Tân Nguyên. 197 50 55 cân đấy. To đấy. 10 15 cân bé gái ạ. À. 10 15 cân ạ, à? Lên cho em mã 104. 10 15 cân, mã 104. Em này 15 15 18 cân vừa bé trai. 15 18 cân áo nữ 33 cân em có chị ơi, săn cho em đi. 10 15 cân lên cho em mã 42, 10 15 cân à 15 18 mã 42. 197 Minh Hiếu. Đây bé gái 30 đây, 30 35 cân bé gái. 30 35 cân bé gái ạ, à. Lên cho em mã 101, 30 35 cân mã 101. Con này áo chống nước này. Áo chống nước 15 trên dưới 15 cân. Chống nước nhá. Trên dưới 15 cân ạ. À. Lên cho em mã 127. Trên dưới 15 cân mã 127 ạ. À. 127. Nhật nghiệm đấy em ơi. Sạch đi. 20 25 cân bé trai ạ. À. 20 25 cân bé trai. Lên cho em mã 99 ạ. À. 20 25 cân mã 99 ạ. À. Em này 5 cân Uniqlo nhá. 5 cân đến 7 cân cho bé trai. Em bán 100.000. 5 đến 7 cân 100k mã 08 ạ. 100k mã 08. Sao lại cứ phải nhắc lại nhỉ? Nói một đằng thôi nhỉ. Nói một lần thôi này cứ phải hỏi lại nhỉ. Đây, chào em. Em chào anh, tình yêu của em. Chí Chí và Văn Quảng. Em đang kiếm tiền. Đang kiếm tiền. Đây, 30 35 cân đây. 30, 25, 30 cân chứ, bé gái 25, 30 cân. Lên cho em mã 145. 25, 30 cân mã 145. Đây 30, 35 cân, bé gái đây. Con này mà không chốt nhá. Anh Bình nhá, con này mà không chốt thì đúng là chả có con nào đẹp hơn. Mới 100% luôn, bo tay bo gấu. 30, 35 cân, bé gái. Con áo rất là nhiều cả nhà. Mã 191, 30 35 cân, mã 191. 30 35 cân bé trai ạ. À. 30 35 kg bé trai, mã 114, 30 35 cân, mã 114. 16 Minh Minh. Cái gì đây? Ôi, con này xịn luôn. Xịn luôn ạ. À. Ôi sao đẹp thế nhờ cả nhà nhờ. 25 30 cân nhìn đẳng sơ cấp luôn. 25 30 cân mã 95. 25 30 cân mã 95 mới 100% cho em ạ. Mã 95 mới 100% luôn đấy. Này. Mỗi mỗi Nguyễn Danh 10. Anta này cả nhà này. Hiệu Anta cho em ạ. Anta 35 40 cân Anta.
35-40 cân của Anta nhá. Anta không phải rẻ đâu ạ. Toàn tiền 2 triệu trở lên. Anta 35-40 cân. Em này 200k mã 99. 200k Anta mã 99 ạ. 300. Mochimo. Em này 10-15 cân ạ. 10-15 cân để gái. Mochimo đào ngô. 10-15 cân mã 28. 10-15 cân mã cho em là mã 28 ạ. Mã 28. Quần người vậy bạn mất cho anh. Mang quần áo vậy bán bớt chứ anh ơi. Lâu 42 Long Nguyễn. Trời ơi 95 Bình Nguyễn. Đại Bích Nguyễn. Con này nó yêu dã man luôn mọi người ơi. 10-15 cân nó xinh không này. Mới lắm luôn. 10-15 cân chị nào vừa con này chốt đi nghe em. Nghe em chốt áo này đi. 10-15 cân mã 110. Nghe em tin em đi. Nhận được chỉ có mê thôi. Mã 110 bà nào. Chị Bích Nguyễn lên cho em số điện thoại ạ. Không. Rõ ra để lấy loại khác. Loại khác không thì giống nhau được. Trời ơi. Đẹp như này á, 20-25 cân. Đẹp bộ như này á. Em à. Lên mã 208, 20-25 cân, mã 208. Bảo tối nay chúng nó ấy cái đấy đi, ở trong này đi. Đấy. Mấy loại dạ. Ừ. Gần Tết em còn lên dạ cho. Có một kiện dạ tuyển của bé bán rẻ luôn. Có một kiện duy nhất thôi. Em này 10-15 cân ạ. 28 trường lâm. 10-15 cân 208. 10-15 cân mã 25 cho em ạ. 10-15 cân mã 25. Ở đâu? Vừa nãy cái đâu rồi? Đóng tay. Đó, ở đây. Đâu? Ờ. Cái đấy chị vừa ấy ra đâu? Đây. Thế thì tự nhiên lại để ngoài đấy. Trời ơi, ngon thế. Hãy đúng đáng đọc anh. Đi ăn khao xe mới em gái à. Ôi, 15-20 cân. Mê luôn. 15-20 cân, mã 187. 15-20 cân, mã 187. Chị không xem lại được đâu. Lên mà ăn khao. Đẹp bận đấy. Đây. 30-35 cân bé gái. 30-35 cân bé gái cho em nhá. Chị Ngọc Anh kia cho em số điện thoại ạ. Mã 101 30-35 cân. Anh Bình chốt con này cho em. Mã 101 anh Bình. Anh không chốt là em ship anh đi. 25 Trường Long. 5 cân đến 7 cân. Sợ anh không chốt được thôi. 5 đến 7 cân ạ. Em này 100k mã 46. 100k mã 46. Những cái áo này sau là không được để phải đâu nhá. Nhét phải đâu nhá. Đây này, cái này mà cái con thế nào không được nhét kiểu như vậy đâu. Gập lại túi như lúc ban đầu, được chưa? Thế tao nhét. Mày nhét, tao mà thấy tao đập vào mồm mày ấy. Hai cả nhà, 10-15 cân. Hôm nay áo này à, tôi dùng nhét. 10-15 cân, mã 08 xong cũng nó thành để lau. 10-15 cân, mã 08 cho em nhá. Mã 08, 10-15 cân. Gập lại y như vậy luôn. Áo phao này nó đẹp thật. 46 cái áo này nam cũng nhét à? Ôi không được, đổ ra gặp lại cho em nhá. Sao lại làm thế chứ? Lúc nó nhăn ấy, nó nhăn rẻ lâu ấy. Tần gặp. Nó lo em tặng này. Gặp lại hết chứ lâu đến đâu mà lại không gặp được. Áo len nó không sao. Không được, tí nữa rồi, đồ thằng này tí nữa đổ ra gấp lại hết cho tôi nhá. Làm vớ vẩn. Mã 113, mày không biết mày lại đi nghe con Nhung. Cháu biết, cháu bảo con Nhung vẫn nhé. Bảo để đấy cháu gấp. Bao nhiêu người làm gì đâu, đốt không hết kìa. Em này 20-25 cân bé gái ạ. 21 Văn Trần. 20-25 cân mã 178. 178 20-25 cân ạ. Mã 178 ạ. 13 Long Nga. 35-40 cân. 35-40 cân cho em nhá. Bé trai bé gái mặc được hết. 35-40 cân mã 189 ạ. 35-40 cân ạ. Mã 189 ạ. Chị lấy đi, chị đổ áo len ra gập lại hết cho em đi. Không lấy như thế được đâu. Trong kia đổ đồ đây này. Trong này thiếu gì chỗ. Để thì cất cái ghế đi. Đỗ trong toàn. Đằng sau hàng không được nhét nhét thế đâu nhá. Nhét nhét thế đây này. Cái ghế này bỏ ghế lên kia chốc rồi. Mà đổ ra mà gập lần sau không được như thế đâu. Thành ra là áo là thành rẻ lau luôn đấy. Em này cho em nhá. 25-30 cân Unipilo. 25-30 cân mã 60 cho em ạ.
Mã 60, 25, 30 cân, mã 60. Đẹp nhở, 10-15 cân. Đẹp thật. 10-15 cân ạ. À. 187 Trường Nguyễn. 10-15 cân. 178 đó con ạ. 18 con hồng. 10-15 cân mã 20 cho em nhá. Mã 20 độ mới cao lắm. Mới nguyên. Đây ạ. 20-25 cân. Bé gái 20-25 cân ạ. Lên cho em mã 47. 20-25 cân. Mã 47 ạ. Mã 47, 20-25 cân. Con này ba la của Đức này, 10-15 cân ạ. 20-23 10-15 cân, bé trai. Mã 135. 10-15 cân, mã 135 ạ. 135, 10-15 cân. Chiếu 23 lên cho em xuyên thoại ạ. Mickey Mouse ạ, 10-15 cân. Mickey Mouse, 10-15 cân ạ. Lên cho em mã 146. 10-15 cân, mã 146 ạ. Có con Anta lúc nãy 200, chẳng biết thằng này ghi chưa? Có hình. 20-25 cân, bao giờ bà nó dạ thế? Chắc mai ngày kia gì đấy, chị cho giặt đã. 25 cô Lý. 20-25 cân, mã 53 cho em nhá. Mã 53, 20-25 cân ạ. Mã 53. 25-30 cân, bé gái. Nhìn mê không ạ? 25-30 cân, mã 83. 25-30 cân, mã 83. Mã 83 giúp em. Con này xinh quá. 15 cân, 10-15 cân. 15-17 53 đối trong toàn. 15-17 kg vừa ạ. Bé gái, mã 174. 15-17 cân, mã 174 ạ. Em này 15-17 cân tiết, trên dưới 15 cân. Trên dưới 15 cân bé gái ạ. Lên cho em mã 31. Trên dưới 15 cân mã 31. Rồi ôi, áo len mà đi nhét, không được tưởng tượng nổi luôn. Ai để áo len đi nhét thì đừng làm thế. Ai để phá chứ chị không phải ấy. Tí nữa mẹ mang đi mà đi ra ra. Em này 25-30 cân bé trai. Con này hiệu Batman đấy, cả nhà biết không? Hiệu Batman đấy. Đây này, cái khóa của nó cũng là logo hãng Batman đấy. Đắt lắm luôn. 46 Thay Huyền. 25-30 cân, đắt lắm luôn ạ. À. Lên cho em mã 205. Mã 205 hiệu Batman nhá. Batman 205 ạ. À. Con này bé gái nhưng mà trong lót lông cừu này. Đẹp không? 10-15 cân. 10 cân, 10 cân đi cho nó thoải mái. 10kg, 100k, mã 58. 100k, 10 cân, mã 58, 100. 100 này. Em này 10-15 trên dưới 15 cân cho em nhá. Bé gái trên dưới 15 cân. Lên cho em mã 56. 30 bàn tay. Trên dưới 15 cân mã 56 ạ. Duy nhất là cái phao bông là được như vậy thôi. Còn phao lông vũ các loại hàng. 205 Hồng Seven. Ngày xưa bác Phương bác ấy cần phụ lai xong một tối bác ăn cập luôn. Nhưng nguyên nhân viên yêu cú nhưng mà bị nghỉ mệt. Yêu cú quá. Đó. 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 45-50 cân. Ngồi không có mắt thì lại cứ ra vờ. 45-50 cân. Ơ không, thật thực tế là như vậy. Cái gì bác ấy làm tốt thì bảo làm tốt. Bác ấy làm nhá. Đúng không? Thằng này có biết không nhỉ? Bác này thế nào mà dại thế. Làm không bao giờ những cái hàng này không bao giờ để đến hôm sau đâu. Đạo phê. 45-50 cân, mã 209 ạ. 45-50 cân, mã 209. Thì tối nào người đợt trước thì chả phải thế ạ. Toàn là 11 giờ thôi. Chứ không phải ở đâu. Là ông ấy làm việc, mình không chê công việc của anh, ông ấy làm. Có ai chê ông ấy làm việc đâu. 74 Nguyễn Tay. Em này 10-15 cân. 10-15 cân ạ. À. Lên cho em mã 92. 10-15 cân, mã 92 cho em nhá. Mã 92. Con này này tặng à? Con nào? Sao lại tặng? Chứ này anh chưa gì tặng. Tặng đâu? 209 có tặng đâu anh. Anh Jelly chỉ có tặng con đấy đâu em. 20-25 cân. 20-25 cân ạ, à, lên mã 98. 20-25 cân, mã cho em là mã 98 ạ. À. Mã 98. Cái gì? Có phao hiệu 80 cân không? Không.
Sao hiện 80 cân là của người lớn, có đây là Uniqlo. Uniqlo 35 40 cân. 35 40 cân Uniqlo ạ. Mã 120. 35 40 cân. Mã cho em là mã 120 ạ. 120 35 40 cân. Dáng dài này, lông vũ dáng dài. Lông vũ dáng dài cho em 15 20 cân ạ. Dáng dài 15 20 cân, mã 184. 15 20 cân, mã 184 ạ. 98 Văn Vương. 8 đến 10 cân. 8 đến 10 cân bé gái, 100k mã 13. 8 đến 10 cân. 100k mã 13. 13 100k. Con này hiệu BB. Con này đẹp lắm, à đẹp xinh, ôi là xinh luôn ý mọi người ạ. Họa tiết của nó xinh lắm mà mới mới khủng khiếp. 12 thôi thôi. Em này 18 đến 17 đến 8 cân nhá, 100k. Lên cho em mã 34. 100k mã 34 ạ. Em này 15 20 cân bé gái ạ. 15 20 cân bé gái. 13 Long Trần. Lên mã 59, 15 20 cân, mã 59. Mã 59 ạ. 8 đến 10 cân. 8 đến 10 cân, con này bằng cúc đấy cả nhà. Uniqlo bằng cúc đấy, 8 đến 10 cân ạ. 100k mã 108. 100k mã 108, 100k. Em này size 20 25 cân. 20 25 cân màu đẹp quá nhỉ. 15 cân có chị Thùy Dương ơi. 20 25 cân ạ, à, lên mã 91 20 25 cân. Mã 91 ạ. À. Con này đẹp. 59 với tay. Con 91 mắt đẹp luôn. 10 15 cân bé trai đây ạ, à, chị Thùy Dương cho con này này. 15 cân bé trai, 10 15 cân đây. 10 15 cân bé trai. Em muốn mua hàng bên anh chị thì nhắn tin ở đâu ạ? À? Em chốt trực tiếp trên livestream luôn. Nếu mà chốt được, được bạn này đọc tên thì mới được nhá em nhá. Hàng si mà. Mỗi mã như này chỉ có một cái thôi, phải chốt nhá. Chị mỗi tuần này. Em này 10 15 cân mã 197. 197 10 15 cân ạ. Có áo phao người lớn ạ, nhưng mà hôm nay em không lên. Cái này nó bị lỗi này mọi người, em tặng này. Em tặng nhá. Em tặng 20 25 cân tặng. Lên cho em mã 118. Tặng mã 118. Thôi Trần. Áo phao người lớn em đầy. Em đầy nhưng mà livestream vào hôm khác. Con này mới 100%, mới vẫn nguyên tác luôn này. Vẫn nguyên tác luôn, con này 35 30 35 cân. Thôi ta tôi thì hiểu. 30 35 cân, mã 130 ạ. À. Mã 130 30 35 cân ạ. À. Mã 130 ạ. À. Bé gái cho em ạ, à, 15 20 cân. 15 20 kg ạ. À. Lông vũ. 15 20 cân mã 182, 15 20 cân ạ, à, mã 182 bé gái. 182. 10 15 cân bé trai. 10 15 cân bé trai ạ. À. 10 15 cân mã 144 bé trai ạ. À. Mã 144 ạ. À. Xinh hơn em nhiều. 7 đến 8 cân này. 7 đến 8 kg bé trai 7 đến 8 cân ạ. À. Em này 100k mã 37. 100k mã 37 100 ạ. À. Em này 25 30 cân bé trai. Trai gái mặc được hết. 25 30 cân mã 192. 25 30 cân mã 192 ạ. À. 192 25 30 cân. 130 Duy Trần. Trời ơi xinh thế. 182 Trần Nhung. Con này xinh quá. Con này 30 cân, 25 30 cân. 25 30 cân gọi là mắt đẹp, gọi là best seller luôn. 25 30 cân ạ. À. Lên cho em mã 190. Khi nào lên áo phao người lớn. Chị á, thường áo phao người lớn chị hay lên vào buổi tối. Theo dõi livestream nhá. Nhà Nguyễn ơi, ấn theo dõi pet đi. Chắc là tối mai, tối nay lên giày. Em này mã cho em là mã 190 ạ. Chị Trần Nhung lên cho em xuyến tỏa ạ. 190 ạ. Bé gái dáng dài 10-15 cân. 10-15 cân dáng dài cho em ạ. Bé gái 10-15 cân ạ. Mã 193. 10-15 cân mã 193 ạ. 192 Luyến Lê. Trời ơi, xinh chưa? Quá là xinh luôn ý các bác ạ, 30 35 cân. 30 35 cân lại còn phối lông nữa, lông. 37 Nguyễn Thị Hiền.
30-35 cân, mã 138, 30-35 cân ạ, mã 138 ạ. Cái điện này bình thường mà, qua 2002. Cái gì? Qua còn 2002 không? Tết năm nào nhà em thấy anh Hoàng Thành ạ? Cứ gần Tết thì mọi người nhu cầu, mọi người mua nhiều. Hàng Tết nhiều cái đẹp lắm. Em này 30-35 cân ạ, bé gái ạ. 190 em này, cô Bi. 30-35 cân ạ, lên cho em mã 35. 30-35 cân bé gái, mã 35. Trời ơi, chị hỏi chị có mua được đâu mà. Chị hỏi chị có mua được đâu, chị Dương ơi. Lên mấy con 10-15 cân chị đã chốt được đâu. Em này 10-15 cân bé gái, đẹp luôn. Lông vũ dày đẹp ấm. Ủa ta, thanh tú đâu. 10-15 cân, lên mã 70 ạ. 10-15 cân, mã 70 ạ. Di lê này. Di lê ạ, di lê 30-35 cân, di lê. 30-35 cân ạ, à, lên mã 88. 30-35 cân, mã 88. Một em bé trai ạ, à, 10 cân. Bé trai 10-12 cân. 35 đào ngô. 10-12 cân, mã 121. 121, 10-15 cân. À 10-12 cân, mã 121. Bé gái ạ, à, bé gái 10-15 cân cho em ạ. Bé gái 10-15 cân, mã 199. 10-15 cân, mã 199. Ủa ôi, lồng vũ màu đẹp quá. 30-35 cân, bé trai, bé gái mặc đấy, bé trai mặc đẹp hơn đấy ạ. Bé trai mặc đẹp đấy ạ, 30-35 cân, bé trai, mã 40. 30-35 cân, mã 40 cho em nhá. Mickey Mouse, 25-30 cân ạ. 25-30 cân, mới lắm mọi người ơi, mã 117. 25-30 cân ạ, à, mã cho em là mã 117 ạ. 117, 25-30 cân. Bé gái ngoài mặt nhung ấy hả nhà? Mặt nhung con này 30-35 cân. Loan 30-35 cân, lên cho em mã 03. 30-35 cân, mã 03 cho em ạ, à, mã 03. Di lê 20-25 cân ạ. À. Chị Loan lên cho em xuyên toàn. 20-25 cân di lê ạ, à, lên cho em mã 17 hoành toàn. 149, 20-25 cân, mã 149 ạ. À. Em này 5 cân đến 7 cân, 5 đến 7 cân 100k, mã 00 100k. Mã 00100 ạ. 40 Nguyễn Thanh 10. 15-20 cân bé gái ạ. 15-20 cân bé gái ạ. Lên cho em mã 210. 15-20 cân, mã 210 ạ. 210 15-20 cân. Có một con body này cả nhà này. Body cho bé này, em này 3 tháng tuổi. 5 cân đến 7 cân 100k, mã 112 100k. Mã 112 100k lông vũ ạ. 112. Xinh quá, xinh. 49 Tâm Trần. 8 cân, 7 đến 8 cân, 8 đến 10 cân cũng được, 10 cân đủ ạ. 49 Ngô Thảo. 100k mã 154. 100k mã 154 ạ, 100 nữa này. Con này đi lên. Đi lên đồng giá em ơi. Em này 40. 40-45 cân ạ, à, lông vũ 40-45 cân, lên mã 09. 40-45 cân, mã 09. 42 Thanh Tâm. Mã 09 ạ, à. Gia, một em của Gia nhá, 15-20 cân Gia này. Gia Kit 15-20 cân, mã 38. 15-20 cân, mã 38. Không chỉ nói đoàn 10 cân ạ, à, 8 đến 10 cân cho em bé trai, 8 đến 10 cân. Không em ơi, nhà chị không bán trực tiếp. 8 đến 10 cân ạ, à, 100k mã 44, 100k mã 44, 100 ạ. 8 đến 10 cân tiếp. 8 đến 10 cân, 100k mã 186, 100k mã 186, 100k. Bạn đã tư dương vũ. Em này 15-20 cân bé gái đẹp. 15-20 cân bé gái. 144 còn không?
15-20 cân. Mã 175 cho em nhá. 175 15-20 cân ạ. À. Mã 175. 144 còn không? Không, không còn đâu. Nó ồn tắc thế này trời. Những cái cục cứt. Cái gì? Đây, cục gì? Chẳng riêng gì à? Đi về nào, đi đi à? Đang ngay cái gì à? Nói nôn đi kìa. Thằng nào? Thằng nào? Máy bảy. Còn ngoài thằng Mạnh thì có thằng nào? Đi có ai nữa? Mẹ em ngay. Đây, con vào đây bán áo ý cho mẹ. Nhanh. Vào đấy đừng để bán cho mẹ này. Chốt đi, chốt đi. Chốt rồi. Không chín chưa chốt kìa. Không chín nó chạy in ra vào đây mà lại không chưa chốt. 186. 186 7. Đấy. 144 không còn. Chốt rồi. Em này 7 cân nhá. 5 đến 7 cân. Bé trai 5 đến 7 cân ạ. 100k mã 29. 100k mã 29. 100 vứt riêng ra nhá. Vứt riêng theo chị. Vứt riêng ở đâu? Nhớ à. Đấy. Ném vào người là nhớ đấy. Con này đẹp quá. Con này đẹp để con nhỉ. Con này đẹp này cả nhà. 15-20 cân bé trai. 15-20 cân bé trai. Đẹp lắm. Mới không không Trần Phán. Mã 07. 15-20 cân. Mã 07 ạ. Mã 07. 15-20 cân. Siêu phẩm 20-25 cân ạ. 20-25 cân bé gái. 20-25 cân ạ. Lên cho em mã 201. 20-25 cân mã 201. Ôi sao xinh đó. Bé tí xíu. 5 cân đến 7 cân ạ. 5 đến 7 kg 100k. Lên cho em mã 51 100k. Mã 51 100. 100. Xinh xỉu, xinh xỉu, con này quá đẹp luôn. 210 Trần Thảo. Nó quá đẹp. Thảo Lê Lê. Quá đẹp luôn, con này 5 cân đến 7 cân, mặc đẹp, mắc đẹp luôn. 100k mã 94. 100k mã 94 ạ. À. 100. Con bé bé này, nhỏ nhỏ tí này 5 cân. 5 đến 7 kg ạ, à. 100k. Lên mã 210. Tuấn Anh 100k mã 21 mã 00 ạ. À. Đây 100 này. À. 15-20 kg, 15-20 cân. 15-20 cân ạ. À. Lên cho em mã 142. 15-20 cân, mã 142 ạ. À. 142. 29 Thạch Sơn. Con này ở tay nó mới bẩn em tặng này, thôi cái áo này em tặng nhá. Tặng nhá. 15 cân. 10-15 cân tặng mã 203. Tặng này. Tặng ai có đơn thì lên nhá. Mã 203. Không em lại phải đi kiểm tra. Ai không có đơn là tí nữa kể cả được tặng. 51 Minh Luyến. Vẫn bỏ hủy bỏ. Kể cả được tặng vẫn hủy bỏ quà đấy mọi người nhá. Phải có đơn thì mới đi kèm được. Size cho em là size 10-15 cân bé gái ạ. 10-15 cân. Lên mã 202. 203. 10-15 cân, mã 202 ạ. 202, 10-15 cân. Hùng Seven, 142. Dáng Pakka này, con này dáng Pakka đấy. Pakka. Một em Pakka cho em, 25-30 cân, Pakka. Tặng Lê Lê. 25-30 cân, lên mã 23. Này, bé trai là bảo cho đôi giờ. 25-30 cân, mã 23. Đã mét vào quần áo chú đây. Tay anh ấm đấy. Đi. Đi đâu? Để chọn con đi chơi. Và đi chọn đôi giày đi con. Size cho em 10-15 cân ạ. À. 10-15 cân bé trai. 10-15 cân. Lên cho em mã 47. 10-15 cân mã 47. Mã 47. 22 Hòa Thu Thu Vũ. Ôi, con body này. Cho bé 7 cân nhá, 7 đến 8 cân 100k body này. Ở nhà ấm tay, ấm tay, ấm tất này. 100k mà mới 100% lông vũ, 100k. Tặng
lên à 100k mã 08 100k. Lần sau lại tiếp tục ăn tiếp nhá. Ăn cái đấy mới không ăn được thì mày đừng có ăn. Đã bị một lần rồi vẫn ăn nữa. Ăn này còn ăn lắm. Ăn này size cho em là size 40 cân. 40 45 cân. 40 45 cân ạ, 100k, còn này bong bơ mã 188. 100k mã 188. Ok Hà Lê, tí nữa nhân viên nói cho. Tí nữa nhân viên nó phụ cho. Em này size cho em là size 8 đến 10 cân. 8 đến 10 kg nhá. Xinh quá. Lên mã 50. 10 cân, mã 50 ạ. À? Mã 50. Không tám mươi thanh hoài. Em này 15 18 cân. 15 18 cân, mã 198. 15 18 cân ạ. À? Mã 198. Con này 100. Hoài ơi, con này đẹp lắm Hoài ạ. À. Con này bé gái 10 15 cân. Bé gái 10 15 cân. Lên cho em mã 5805. 10 15 cân mã 55. Mã 55. 188. Cái con bông bơ này bao tiền này? 100. 10 15 cân. 10 15 cân ạ, à? Lên mã 30. 10 15 cân mã 30. 8 đến 10 cân ạ. À. 8 đến 10 cân, con này nó đẹp quá. 50, Hoài Thu. 8 đến 10 cân mã 14, xinh quá. Mã 14. Chả bao giờ được tặng. Em này à, chả bao giờ được tặng á. Chị lên mã đi sẽ được tặng. Có lên mã đâu. Con này vừa khoác vừa vét đẹp chưa. 30, 35 cân. À 25, 30 cân. 25, 30 cân. Vừa vét vừa khoác. Mã 68. 25 30 cân mã 68. 10 15 cân bé gái, 10 15 cân ạ, à, đẹp nhá. 10 15 cân. Không nguyên tâm. Mã 132. 10 15 cân mã 132. Một chị ta tay ngải. Ôi ơi, cái body này. Body này của bé trai. Body của bé trai nhá các bác nhá. Con này cũng tầm 5-7-8 cân đổ lại thôi. Em này 100k, bé trai, mã 31. 100k, mã 31. Sao ta tay nghiệp? Không, riêng thằng đấy đéo bán. Bạn 25-30 cân ạ. À? 25-30 cân bé trai đẹp, 25-30 cân. Lên mã 143, 25-30 cân ạ. À? Mã 143. 47 ai được. Bé trai ạ, à? 10-15 cân bé trai. 10-15 cân bé trai. Lên cho em mã 204. 10-15 cân mã 204 bé trai ạ. À? Hãy quên em đi. Và đây sẽ lại ùn lắm cơ. Dạ. Có mã rồi hay hơn mua lắm ý. Mã 50 chốt chưa? 34 Duy Hải. 50 chốt chưa? 50 chốt rồi. 08. Rồi. Mã 50 đã thấy in đâu? 50 Hoài Thu Dion mà. 08 với tay. Chị ơi có bé trai 45 cân ủ lúc đầu có nhưng mà phải săn đi. Không săn không có đâu. Em này 8 cân đến 10 cân. 12 Trần Lương. 8 đến 10 cân 100k. Lên mã 144. 100k mã 144 100 ạ. Đau hết cả chân, cả tay, cả lưng, cả người. Mọi người có thương em không? Em này 30 35 cân bé trai. 30 35 cân 47 chốt chưa? 47 chốt rồi ạ. 30 35 cân mã 195. 195. 47 anh bong bóng mưa đấy. Ôi. Con này hôm trước mình đã ấy ra cho. Con này nó bị chóc cái da chiếc Nike này. 24, Phương ạ, Phương Nhi. Áo này tặng nhá, 10 cân. 8 đến 10 cân em tặng. Lên mã 85 tặng. Mã 85 tặng, hôm nay tặng hơi bị nhiều. Tặng này. Mã 85.
Em này 20-25 cân ạ. 20-25 cân bé gái, 20-25 cân. Mã 148. 20-25 cân, mã 148. 149 Hà Đại Ca. 148 Hà Đại Ca. Anh ở Đại Ca à? Có cái áo bomber 45-50 cân bomber. 45-50 cân ạ, 100k, mã 06, 45-50 cân, 100k, mã 06. 4407. 100k, mã 06. Sổ hồng mất ở đây đâu? Sổ hồng mất rồi. Em này 10-15 cân. Đâu để lấy tiền trả ship? 10-15 cân. Thế toàn em đưa đưa mở hết rồi mà. Đi ra 6-5-3 nghìn. 10-15, sắp lại 5-3 nghìn. Thì cô gửi nhầm. Giờ cách gửi lại. 10-15 cân, mã 140 bảo tàng là Nguyễn Văn Điên. Làm ăn như chó ý. Anh Nguyễn Văn Điên lên trên xuống tòa ạ. Chấp nhận được. Làm ăn kiểu tận 5-3 nghìn, sao lại gửi gì mà gửi tận 5-3 nghìn. Sao là gửi nhanh. Nhanh nhà mình cũng không đến nỗi 5-3 nghìn. Này mà mình gửi khách 5-3 nghìn, chắc khách nhảy sách nhảy ngửa lên. Người ta bảo là ngay đây mà tận 5-3 nghìn. Chủ đi nhá. Báo nó đi, mất bao tiền báo nó đi. Để tí nữa tao cuối nữa tháng. Câu 6 Linh Lam. Cho nó nhớ. Bumper 100. Em này size cho em size 5 cân. 5 cân 50 nghìn. Mã 19109 50k. Mã 10950k. Bé trai 10-15 cân ạ. 10-15 cân bé trai. 10-15 cân em ơi anh. 18 Minh Tuyền. Trẻ con được không? Được anh ơi, báo nhân viên cho em. Em này 10-15 cân mã 41 không lên ra nữa. 10-15 cân mã 41. Đây, còn cái này. Lai nốt. Con này đẹp thế. 40 Dương Lê. Con này 15-18 cân đẹp. Con này xinh. Cuối cùng nhá. 15-18 cân đẹp. Lên cho em mã 128. 15-18 cân mã 128. Bên thì nghỉ ở đây. Này, chụp lên nhóm ra đi đi. Đâu nghỉ lại đâu nào. Mỗi 28 Đặng Như Nguyệt. Có inbox rồi, đợi tối chốt áo phao. Tối em lên giày người lớn, không lên áo phao đâu anh. Cho cái ấy lên đây xuống dưới đi. Bốn mũi bàn tay. Có đôi giày này cả nhà. Bé trai của Puma này. Size 34 chân 21. Có một đôi giày của Puma. Em cầm về cho thằng cu nhà em đi nhưng mà nó bị trượt. Nó đi 35. Size 34 chân 21 sang nhá, 180 này. Mã 185. À nào, bao nào chốt nốt. 180 nghìn mã 185. Size 34. 180 mã 185. Mang giày ra đây để like đi. Lên giày á? À. Con mồi bị đâu? Con mồi bị ít thế. Mỗi cá đi. Thế tiền từ đâu? Ăn hết rồi đấy. Cảm ơn cả nhà, ai có đơn hàng cọc chuyển khoản cho em để đi hàng luôn nhé cả nhà nhé. Hẹn mọi người 20 giờ tối nay, còn bé gái 10-12 cân không chị? Hồng Seven. Còn mà 10-12 cân đẩy thì không chốt đi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Cái 10-15 cân chị lên nhiều lắm luôn đi. Thì không chốt nhanh đi. Cả nhà ơi, 20 giờ vào giày người lớn nhá, giày nam nữ ạ. Bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ai có đơn hàng phải chuyển khoản cho em luôn nhá mọi người nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại. 185 Thanh Tâm. Hẹn gặp lại 20 giờ.
Bye bye cả nhà. Tắt đi em ơi. Sao lại đông thế nhỉ?